Cách đó không xa, cậu của Hạ Y Na là Tống Dương lộ ra vẻ bị thương, trên mặt lộ ra vẻ nước mắt mà Hạ Binh ở một bên lại hút thuốc. Tiểu Hân, Y Na, trời đã tối rồi, chúng ta về thôi. Khi ánh mắt trời đã xuống núi, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp nơi thì Tống Dương hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình đi đến bên cạnh Tống Hân và Hạ Y Na. Hô! Tống Hân nghe vậy thì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó ôm vai Hạ Y Na, nhẹ giọng nói. Y Na, chúng ta về thôi. Không trả lời, Hạ Y Na giống như là bị mất linh hồn, vẻ mặt đờ đẫn. Tống Hân thấy thế thì không nói lời nào mà là ôm vai của Hạ Y Na, đi theo Tống Dương, Hạ Binh chậm rãi rời khỏi nghĩa trang. Anh Tống, anh ngồi xe này đi, em có chuyện muốn nói với chị dâu và Y Na. Lúc bốn người đi ra bãi đỗ xe của nghĩa trang thì Hạ Binh hướng Tống Dương nói. Nghe Hạ Binh nói thế thì Tống Dương biết Hạ Binh muốn nói chuyện của Hạ Hà với Tống Hân và Hạ Y Na, tin rằng tin Hạ Hà chết đã truyền ra ngoài nhưng mà đến trước mắt vẫn chưa thấy thi thể của Hạ Hà. Hiểu được điểm này thì Tống Dương gật đầu. Đi vào chiếc ben, Hạ Binh kéo cửa xuống vốn Hạ Binh định nói với mẹ con Hạ Y Na về chuyện của Cao Tường nhưng mà thấy hai mẹ con rúc vào nhau, vẻ mặt bi thương thì Hạ Binh chỉ cảm thấy lồng ngực bị cái gì đấm vào, như thế nào cũng không thể mở miệng được. Reng, reng. Sau đó, không đợi Hạ Binh mở miệng, đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì mẹ con Hạ Y Na thờ ơ còn Hạ Binh thì chợt nhảy dựng lên, sắc mặt liền biến đổi. Mang tâm tình lo lắng bất an, Hạ Binh lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình hiện lên một số lạ, do dự một chút, cuối cùng là hắn vẫn nghe máy. Cái lão bất tử Tống gia kia đã xuống mồ, Hạ Binh, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Giọng nói lạnh như băng của Từ Vạn Sơn truyền vào tai của Hạ Binh làm cho Hạ Binh cảm thấy được vẻ uy hiếp trong giọng nói đó. Còn chưa có. Hạ Binh cố gắng để cho bản thân bình tĩnh nhưng mà những thớ thịt cùng với những ngón tay của hắn run lên, điều này đã bán rẻ nội tâm của hắn. Hắc, xem ra cậu muốn chết kiểu dập đầu đúng không? Từ Vạn Sơn cười lạnh. Không, không phải. Trong lòng Hạ Binh run lên, vội vàng nói. Ngài nên biết, việc này không phải một mình tôi làm chủ được, cần phải thương lượng với các nàng. Được rồi, ta cho cậu đến 8 giờ sáng mai. Trước 8 giờ sáng mai thì ta muốn một đáp án. Nói xong thì Từ Vạn Sơn trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, nghe tiếng đô, đô, thì cả người Hạ Binh cứng ngắc. Hô, hô, hô. Sau đó, Hạ Binh cất điện thoại, liên tục thở sâu 3 hơi, đợi khi tỉnh táo lại thì cắn chặt răng nhìn Tống Hân, nói. Chị dâu, không có phản ứng, Tống Hân giống như không có nghe được tiếng kêu của Hạ Binh, nàng ôm Hạ Y Na vào trong ngực. Nhẹ nhẹ vỗ lưng của Hạ Y Na. Chị dâu. Giọng nói của Hạ Binh to hơn. Lúc này, Tống Hân nghe được, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hạ Binh. Chị dâu, em nghĩ có chuyện muốn thương lượng với chị. Chuyện gì? Tống Hân từ từ mở miệng, giọng nói của nàng làm cho người ta có cảm giác vô lực, hơn nữa bởi vì khóc quá nhiều nên giọng nói của nàng đã bị khàn. Tối hôm qua, sau khi tin anh hai chết truyền ra, Hạ Binh cân nhắc một chút rồi nói nhưng mà khi hắn vừa nói câu đầu tiên thì thấy được Hạ Y Na hơi run lên một chút. Hạ Binh thấy thế thì có chút không đành lòng nhưng cũng biết mình nhất định phải lựa chọn, cho nên không ấp a ấp úng nữa mà là nói thẳng. Chị dâu, tối hôm qua sau khi tin anh hai chết đi truyền ra ngoài thì Từ Vạn Sơn đã gọi điện thoại cho em. Là hắn làm sao? Nghe được tên của Từ Vạn Sơn thì Tống Hân liền bật dậy, khàn giọng hỏi. Không biết. Hắn không có nhận. Chân mày Hạ Binh nhíu lại, sau khi tin Hạ Hà chết truyền ra thì hắn liền phái người đi tìm thi thể của Hạ Hà nhưng mà không tìm được hơn nữa ngay cả hung thủ cũng không tra là ai, chỉ biết được sai khi Hạ Hà rời đi khỏi Myanmar thì bị phục kích. Trầm mặc. Tống Hân lại trầm mặc, dường như với chuyện mà Hạ Binh sắp nói thì nàng cũng không có hứng thú để nghe. Từ Vạn Sơn nói cho em biết, hắn muốn thua mua tập đoàn Hạ Thị. Hạ Binh cắn răng nói. Lời của Hạ Binh vừa thốt ra thì vẻ mặt của Tống Hân biến đổi, nàng giận tím mặt. Hắn thua mua là giả, âm thầm cướp đoạt là thật. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ ra giá của tập đoàn Hạ Thị không đến một tháng 10 giá trị thật sự. Thấy Tống Hân tức giận không lên tiếng thì Hạ Binh nói tiếp. Hắn đang nằm mơ. Mắt Tống Hân đỏ lên, lạnh lùng nói. Chị dâu, Từ Vạn Sơn đưa cho chúng ta hai lựa chọn hoặc là đem tập đoàn Hạ Thị bán cho hắn. Hoặc là lựa chọn cùng đối nghịch với hắn,
Hạ Binh nói xong thì vô lực thở dài. Chuyện cho đến bây giờ, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của Từ Vạn Sơn, lấy tình tình tâm ngoan thủ lạt của Từ Vạn Sơn mà nói thì nếu như chúng ta cự tuyệt lời đề nghị của hắn thì phân nữa hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn dám sao? Tống Hân tức giận đến cả người run lên, buột miệng nói ra. Nhưng mà, lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì dường như nàng minh bạch được cái gì, vẻ hận ý cùng phẫn nộ trong đôi mắt đã biến mất thay vào đó chính là vẻ mờ mịt. Mờ mịt là bởi vì nàng hiểu được, nếu cha của nàng không chết, nếu chồng nàng không chết thì cho Từ Vạn Sơn 10 lá gan thì hắn cũng không dám hạ độc thủ với Hạ gia. Thế giới này không có nếu. Cha của nàng đã chết, giờ đây nàng không còn là tư lệnh chi nữ nữa. Con gái của tư lệnh nữa. Dưới tình hình như vậy, bởi vì tính khí cha của nàng rất thẳng mà đã đắc tội với rất nhiều người, cha của nàng cũng có nhiều người bạn tốt. Nhưng mà những người này cũng không dám trêu chọc vào Từ Vạn Sơn, kẻ đã thâm căn cố đế ở Tây Nam này, có quan hệ thông thiên. Còn về phần những người bạn làm ăn của Hạ Hà thì không có khả năng giúp đỡ rồi, bọn hắn không mượn gió bẻ măng thì đã là tốt lắm rồi. Tống Hân lại một lần nữa trầm mặc, trong xe lại lâm vào cảnh im lặng. Chị dâu, chuyện đến nước này thì hoặc là chúng ta nhịn đau, đem tập đoàn Hạ Thị bán cho Từ Vạn Sơn. Hạ Binh thấy Tống Hân không nói gì thì tiếp tục nói. Hạ Hà chết rất có thể là do bàn tay của Từ Vạn Sơn tạo nên, để cho ta bán tập đoàn Hạ Thị cho hắn thì không có khả năng. Không đợi Hạ Binh nói thêm biện pháp gì, Tống Hân liền cự tuyệt. Cho dù có chết, nàng cũng không đem tập đoàn Hạ Thị bán cho Từ Vạn Sơn. Chúng ta chỉ còn một biện pháp. Dường như Hạ Binh sớm đã dự liệu được Tống Hân sẽ lựa chọn như vậy cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tống Hân nhíu mày hỏi. Biện pháp nào? Tìm Cao Gia. Hạ Binh không hề vòng vò mà nói thẳng. Cao Gia. Tống Hân nhất thời không phản ứng kịp. Vâng. Hạ Binh gật đầu. Nghe nói Cao Gia là người thuộc trận doanh của Diệp Gia, nếu có Cao Gia ra mặt thì Từ Vạn Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước. Cha con Cao Gia đã bị Ina từ chối việc cầu hôn, cậu cho rằng Cao Gia sẽ ra mặt hỗ trợ sao? Tống Hân cười tự giễu. Chị dâu, chỉ có điều không biết, tuy rằng lúc trước cha con của Cao Gia bởi vì chuyện kia mà xuống đài nhưng mà đối với chuyện ấy bọn họ vẫn canh cánh trong lòng, nhất là Cao Tường. Hạ Binh nói. Tống Hân khó hiểu. Chú nói bọn hắn canh cánh ở trong lòng, bọn hắn dựa cái gì mà ra mặt giúp chúng ta? Chị dâu. Nếu Ina cùng Cao Tường ở chung một chỗ, chị cho rằng cha con Cao Gia có ra mặt không? Hạ Binh hỏi lại. Hắc, Hạ Binh, hay cậu cho rằng con trai của Cao Thế Toàn là một đứa thông minh, nhìn chúng Ina sao? Tôi cho cậu biết, sau này, chúng ta đi tìm cha con Cao Gia cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục mà thôi. Thân là vợ của Hạ Hà thì Tống Hân không phải là một bình hoa, nàng nhất châm kiến huyết, từ chối đề nghị này của Hạ Binh. Chỉ dâu. Chị hẳn là nghe qua một câu, không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Hạ Binh lại nói. Trong lòng Tống Hân vừa động, mơ hồ đoán được cái gì, nàng nhíu mày về phía Hạ Binh, chất vấn. Hạ Binh, ý của cậu là gì? Chỉ cần Ina đồng ý bỏ đi lòng tự tôn, đi tìm Cao Tường thì Cao Tường sẽ không cự tuyệt. Hạ Binh, cậu tên hỗn đản. Tống Hân nghe vậy thì càng khẳng định suy đoán ở trong lòng, nàng tức giận mà tát một bạt tai và íp mặt Hạ Binh. Hạ Binh không có né tránh. Bốp! Tiếng tát vang lên, Tống Hân tức giận đến cả người run lên. Cậu muốn cả đời Ina sẽ làm đồ chơi cho con của Cao Thế Toàn sao? Nói xong, mắt của Tống Hân đỏ lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn vào Hạ Binh, thậm chí Hạ Ina cũng mở mịt nhìn vào Hạ Binh. Chị dâu, nếu Ina mang thai con của Cao Tường, lấy cái cớ này để bức bách Cao Tường kết hôn thì sao? Ăn một tát của Tống Hân nhưng mà Hạ Binh cũng không có tức giận. Hắn bình tĩnh nói. Trong mắt em, cha con Cao Gia là người trọng thanh danh hơn phân nữa là sẽ nhận. Cậu! Tống Hân vươn tay lên nhưng khi nhìn vào khuôn mặt bất đắc dĩ của Hạ Binh thì nàng không có vung tay xuống mà là kiên quyết nói. Đây không phải là tác phong của người nhà họ Hạ. Vậy em sẽ đi chuẩn bị, cùng chiến với Từ Vạn Sơn tới cùng. Hạ Binh thở dài, không khuyên nữa, dù sao thì bản thân hắn cũng không đành lòng để Hạ Ina làm như vậy. Từ Vạn Sơn muốn giết chúng ta sao? Nghe được Hạ Binh nói như thế thì Hạ Ina giống như là chú nai bị hoảng sợ, cả người nàng run lên. Ina đừng sợ,
có mẹ ở đây thì không ai dám tổn thương đến một sợi lông tơ của con đâu. Tống Hân thấy thế thì liền kéo Hạ Y Na vào lòng, ôm rất chặt. Cảm nhận được tình mẫu thân, nhìn thấy bộ khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ mình thì trong lòng Hạ Y Na xuất hiện đáp án, nếu không đem tập đoàn Hạ Thị bán cho Từ Vạn Sơn thì Từ Vạn Sơn sẽ làm như vậy. Chẳng biết tại sao, khi biết được đáp án này thì Hạ Y Na lại run lên. Bởi vì, trước mặt nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của Bùi Đông Lai, nghĩ đến Bùi Đông Lai thống nhất hắc đạo vùng Tam Giác Trường Giang, Mãnh Long Quá Giang khiến cho hắc đạo Nam Cảng đổi chủ. Nàng cũng nghĩ đến lúc trước Hạ Hà nói cho nàng biết, trước đây Bùi Vũ Phu cha của Bùi Đông Lai là một người rất nghiêu. Trong đầu hiện ra tất cả chuyện này, lập tức trong lòng Hạ Y Na xuất hiện một ý tưởng, gọi điện cho Bùi Đông Lai. Nhưng mà, xúc động qua đi, nàng liền tỉnh táo lại. Dựa theo lời của Hạ Hà thì bởi vì nữ nhân của hắn ở Yên Kinh, đối mặt với Diệp Gia Thanh thế như ban trưa. Hiện giờ ngay cả tình huống của hắn như thế nào cũng không biết, làm sao lại có thể tìm hắn được. Có thể giờ đây hắn cũng là khó bảo toàn được mạng sống của mình nữa. Huống chi, mình không phải là cái gì của hắn, coi như bản thân mình từng giúp hắn vài lần nhưng mà cũng không phải là giúp đỡ một cách chân chính, hắn dựa vào cái gì mà giúp mình đây? Một đám câu hỏi xuất hiện trong lòng Hạ Y Na, giống như là chậu nước lạnh tạt vào mặt Hạ Y Na, khiến cho cả người nàng lặng lẽo, khiến nàng yên tĩnh trở lại. Sau đó, nàng giống như là con mèo nhỏ, nằm cuộc tròn trong lòng Tống Hân, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe. Mẹ! Không biết qua bao lâu, khi xe chạy vào khu nhà ở thì Hạ Y Na khẽ mở miệng. Sao con? Tống Hân cúi đầu, vẻ mặt yêu thương vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Hạ Y Na. Con đi tìm Cao Tường. Hạ Y Na nhẹ giọng nói. Ách! Tống Hân nghe vậy thì cả kinh, mở to hai mắt nhìn vào Y Na, sau đó kích động. Y Na, làm sao con lại nghĩ như thế? Mẹ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần mẹ ở đây thì không có ai dám động vào một sợi lông tơ của con. Mẹ, con không ngốc, con biết được nhà của chúng ta bây giờ không thể so với ngày trước nữa rồi. Hạ Y Na nằm ở trong lòng Tống Hân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Chúng ta căn bản đấu không lại cha con Từ Vạn Sơn. Y Na, Tống Hân nóng nảy rồi. Hạ Y Na ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt Tống Hân, nhẹ nhàng cười, nói. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ và cha đều quan tâm che chở con. Con chỉ biết ngồi trong mắt ăn bát vàng, chưa bao giờ nghĩ đến nên đền đáp công ơn to lớn của cha và mẹ. Hiện tại, con đã trưởng thành, cha cũng đã xa chúng ta. Con cũng cần phải học và làm những thứ này. Ngốc, đứa nhỏ ngốc, mẹ không cần con làm cái gì, mẹ chỉ hy vọng con được sống vui vẻ. Nước mắt từ trên mặt Tống Hân chảy xuống. Nàng biết, con gái nàng nhìn thì mỉm cười đây nhưng thực tế thì trái tim của nó đã bị cắt từng vết. Lúc này đây, Hạ Y Na không trả lời Tống Hân. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa biệt thự, nàng bị một đoàn người hấp dẫn. Trời đêm như mực, đèn đuốc sáng trưng. Nương theo những ngọn đèn thì nàng thấy được từng khuôn mặt quen thuộc. Hô, hô, thân thể nàng run lên, thở dồn dập rồi lớn tiếng. Dừng xe. Két. Tên lái xe liền giẫm phanh xe lại. Y Na, còn làm sao thế? Tống Hân hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng hỏi han. Không trả lời. Hạ Y Na run rẩy mở cửa xe, nhảy xuống xe, nhìn vào bóng dáng quen thuộc kia. Bùi Đông Lai. Nhìn thấy, thân thể của Hạ Y Na khom xuống, dùng hết khí lực hét lên một tiếng. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Bùi Đông Lai, nàng giống như một cô nhi, cô độc bất lực mà ngồi xuống, hai tay ôm đầu, thất thanh khóc lên. Thì ra, nước mắt của nàng còn chưa khô. Bóng đêm như nước, gió đêm phơ phất. Dưới bầu trời đêm, gió đêm thổi vào mái tóc của Hạ Y Na, làm cho người nào cũng không thể thấy được khuôn mặt của nàng, chỉ có thể nhìn nàng ôm đầu mà khóc giống lên, tiếng khóc truyền đi rất xa. Thấy Hạ Y Na khóc như vậy thì Cổ Văn Cảnh, Trang Bích Phàm, Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh bởi vì không biết chuyện cha của Hạ Y Na mất đi, trong lòng của Hạ Y Na vô cùng đau đớn thì có chút nghi hoặc. Bởi vì Ngô Vũ Trạch biết được tin tức Hạ Hà chết đi nên cũng không thấy nghi hoặc mà là đồng cảm. Còn về phần Bùi Đông Lai, nghe được tiếng khóc giống của Hạ Y Na, nhìn Hạ Y Na ôm đầu ngồi trên mặt đất thì trong lòng Bùi Đông Lai lại cảm thấy đau đớn. Đau đớn rất nhiều,
hắn không kìm lòng được mà bước đi về phía Hạ Y Na. Cùng lúc đó, Hạ Minh và Tống Hân từ trên ô tô đi xuống, hai người không hẹn mà nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bởi vì Hạ Y Na chủ động theo đuổi Bùi Đông Lai, vô luận là Tống Hân hay Hạ Minh thì hai người cũng không xa lạ gì với Bùi Đông Lai. Ngược lại, hai người đã nhìn qua ảnh chụp của Bùi Đông Lai, hơn nữa đều biết hành động của Bùi Đông Lai ở Yên Kinh. Còn về phần, cái tát của Bùi gia đối với Diệp gia thì bọn hắn cũng chưa biết, dù gì thì sau khi ông ngoại của Hạ Y Na mất đi thì bọn hắn đều đem tất cả tin lực xử lý chuyện này. Sau đó lại nghe được tin Hạ Hà chết, bọn hắn không còn tâm tư để chú ý đến Bùi Đông Lai nữa. Giờ phút này, nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Tống Hân phức tạp, còn Hạ Minh nhìn thấy Bùi Đông Lai thì giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, cả người kích động không thôi. Bùi Đông Lai không có đi qua xem Tống Hân và Hạ Minh, hắn đi tới cô gái đang ngồi khóc ở đó. Lúc đi tới thì trong đầu hắn không khỏi nghĩ lại cảnh ở khách sạn Hồng Tử Cáp, lúc đó hắn và đám người Ngưu Hải Đào, Hà Hao phát sinh xung đột, một màn ở dưới ký túc xa Nam Sinh, Hạ Y Na cùng Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh ngồi đó chờ hắn. Ngày đó, khi nhìn thấy Bùi Đông Lai bình an trở về thì Hạ Y Na kêu lên một tiếng rồi chủ động chạy về phía Bùi Đông Lai. Tóc dài lay động, làn váy bay lên. Ngày đó, bởi vì chạy quá nhanh nên thiếu chút nữa Hạ Y Na bị trượt chân té ngã. Nhưng mà, lúc này sắp ngã thì người nọ đột nhiên xuất hiện, đỡ người nàng lại. Nàng không biết lấy dũng khí ở đâu mà vươn tay ra, ôm Bùi Đông Lai, ôm rất chặt. Tớ lo cho cậu. Tớ không sao. Thật xin lỗi, Y Na. Không, không cần. Tớ thích cậu nhưng mà tớ biết cậu không thích tớ, dưa xanh hái không ngọt, tớ biết rằng cậu sẽ không tiếp nhận tình ý của tớ nhưng mà cậu đừng bao giờ nói ra khỏi miệng, được chứ? Tớ đã từng đáp ứng một cô bé, trong vòng 4 năm, tớ sẽ đứng thẳng lưng đi vào thành Yến Kinh, đi vào nhà của nàng, quang minh chính đại dắt tay nàng. Nếu như tớ đáp ứng cậu, vậy đối với cậu sẽ không công bằng, cuối cùng có một ngày cậu sẽ hối hận. Tớ không hối hận. Ngày nào đó, Bùi Đông Lai nhẫn tâm cự tuyệt tình yêu của Hạ Y Na thì Hạ Y Na cũng ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt, quật cường nói 4 chữ tớ không hối hận. Từng hình ảnh ngày nào đó hiện ra trong đầu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đi đến trước người Hạ Y Na. Hắn không có chào hỏi hai người Tống Hân, Hạ Minh mà là ngồi xuống trước mặt Hạ Y Na. Sau đó, Bùi Đông Lai nhẹ vươn tay ra, khẽ vỗ lên mái tóc của Hạ Y Na, hắn muốn dùng cách này để an ủi Hạ Y Na. Hành động của Bùi Đông Lai khiến cho thân thể của Hạ Y Na run lên, sau đó nàng ngừng khóc, hai mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt của nàng cứ như vậy mà chảy xuống. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hạ Y Na, nhìn hai mắt sưng đỏ của Hạ Y Na thì trong lòng Bùi Đông Lai càng đau lớn, hắn không kìm lòng được mà di chuyển bàn tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Hạ Y Na, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Nhưng mà, nước mắt của nàng vẫn cứ chảy ra. Đừng khóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, Bùi Đông Lai mỉm cười, ôn nhu nói. Đừng khóc, nghe được hai chữ này, thì toàn bộ những ủy khuất trong lòng Hạ Y Na liền bị đập nát, nàng liền nhào vào trong lòng của Bùi Đông Lai. Không nói tiếng nào, nàng dùng sức, gắt gao ôm lấy chặt Bùi Đông Lai, thân thể nàng không khống chế được mà run lên. Dường như, nàng rất sợ. Nàng sợ chỉ cần mình buông lỏng thì Bùi Đông Lai sẽ biến mất. Thấy được Hạ Y Na run run thì Bùi Đông Lai không có đẩy Hạ Y Na ra mà nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Hạ Y Na. Cảm nhận được động tác của Bùi Đông Lai, thân thể của Hạ Y Na dừng run. Một lần nữa nàng vùi đầu vào lồng ngực của Hạ Y Na. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ người Bùi Đông Lai, nghe được tiếng tim đập của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na chỉ cảm thấy toàn bộ nỗi sợ hãi cùng bất an đã biến mất, nàng ngừng khóc. Nàng giống như một chú mèo nhỏ đã kiệt sức, yên tĩnh trở lại. Thấy một màn như vậy thì Tống Hân cắn chặt môi, lấy nước mắt rửa mặt. Mà Hạ Minh ở một bên thì kích động, nắm chặt hai bàn tay lại. Hai người không có quấy rầy Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na. Không riêng gì bọn họ, đám người Ngô Vũ Trạch cũng không có bước lên quấy rầy. Dưới ánh đèn, đôi mắt bọn hắn đỏ lên vì vui mừng. Một bên cười, một bên chảy nước mắt. Bọn hắn như là một đám ngốc tử. Nàng đang ngủ. Không biết qua bao lâu, thấy được hơi thở của Hạ Y Na dần trở nên đều hơn thì Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên nhìn Tống Hân cùng Hạ Minh, nói. Đã 3 ngày 3 đêm nó chưa chợp mắt,
Tống Hân chảy nước mắt, đau lòng nhìn Hạ Y Na đang nằm trong lòng của Bùi Đông Lai, sau đó mới ý thức được gì, vội lau nước mắt, nói. Cô là mẹ của Y Na, đây là cậu của Y Na, cậu, mọi người là bạn học của Y Na, đi, đi vào trong nhà rồi nói sau. Nói xong, Tống Hân liền bước lên, muốn đỡ lấy Hạ Y Na từ trong tay Bùi Đông Lai. Gì, cứ để cháu ôm Y Na cho. Bùi Đông Lai chậm rãi ôm Hạ Y Na đứng dậy, nói với Tống Hân. Được, được. Tống Hân liên tục gật đầu, sau đó cùng Hạ Binh đi vào nhà. Gì, chú. Cửa biệt thự, đám người Ngô Vũ Trạch liền chào hỏi hai người Tống Hân và Hạ Binh. Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi, đều vào nhà thôi. Tống Hân xin lỗi rồi nói mọi người vào biệt thự. Tiến vào biệt thự, Hạ Binh liền mời đám người Ngô Vũ Trạch ngồi xuống. Còn Bùi Đông Lai thì ôm Hạ Y Na đi theo Tống Hân lên phòng ngủ của Hạ Y Na. Cậu là Đông Lai à? Sau khi đợi Bùi Đông Lai dể Hạ Y Na lên trên giường thì Tống Hân liền đắp chăn cho Hạ Y Na rồi hướng Bùi Đông Lai hỏi. Vâng. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Cảm ơn cậu, Đông Lai. Tống Hân chân thành nói cảm ơn. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Không sao đâu gì, đây là việc mà cháu phải làm. Y Na đã ngủ rồi. Chúng ta xuống lầu thôi. Tống Hân nói. Bùi Đông Lai gật đầu, đi theo Tống Hân rời khỏi phòng ngủ của Hạ Y Na. Dưới lầu, Hạ Binh cũng không có mở miệng tán gẫu với đám người Ngô Vũ Trạch câu nào, không khí lúc này có chút áp lực. Chị dâu, chị nói chuyện với mấy người bạn của Y Na nè, em có chuyện muốn nói với Đông Lai. Mắt thấy Tống Hân và Bùi Đông Lai xuống lầu thì Hạ Binh liền đứng dậy nói. Nghe được Hạ Binh nói như thế thì Tống Hân liền hiểu. Nhưng mà nàng có chút do dự nên tìm Bùi Đông Lai hỗ trợ hay không. Các cậu trò chuyện với dì Tống trước đi, tớ cùng chú Hạ nói chuyện một chút. Vốn Bùi Đông Lai rất tò mò với tin Hạ Hà đã mất, lúc này thấy Hạ Binh chủ động tìm mình nói chuyện thì hắn biết rõ Hạ Binh cũng muốn nói chuyện Hạ Hà với mình, vì thế hắn không đợi Tống Hân mở miệng đã liền đáp ứng. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì cảm xúc của Tống Hân lẫn lộn với nhau. Nàng nhìn Bùi Đông Lai vốn định nói cảm ơn nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Chú Hạ, cha của Y Na chết như thế nào? Đi vào thư phòng, Bùi Đông Lai chủ động mở miệng hỏi. Sắc mặt Hạ Binh khó coi, lắc lắc đầu. Anh của tôi biết được tin tức cha vợ qua đời thì liền dẫn người từ Myanmar trở về, kết quả là trên đường trở về thì bị chặn giết, anh ấy và toàn bộ người bên cạnh anh ấy đều chết cả. Là ai làm, thi thể tìm được chưa? Bùi Đông Lai lại hỏi. Tôi đã phái người ra điều tra nhưng bây giờ còn chưa có tin tức, thi thể cũng không có tìm được. Sắc mặt Hạ Binh khó coi, nói. Bùi Đông Lai nghe vậy thì khẽ chau mày. Đông Lai. Hạ Binh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Chú Hạ, chú cứ nói. Lời nói của Hạ Binh khiến cho Bùi Đông Lai lấy tinh thần lại. Hạ Binh nói thẳng. Đông Lai, nói vậy thì cậu cũng biết. Tuy rằng mấy năm qua anh hai của tôi đã cố gắng tẩy trắng nhưng mà vẫn chưa rời khỏi được giang hồ, hơn nữa trong vài năm qua thì kẻ thù của anh ấy cũng không ít, trong đó lấy Từ Vạn Sơn làm ví dụ. Chú Hạ, có phải chú muốn nói là do Từ Vạn Sơn làm? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, liền hỏi. Hạ Binh lắc lắc đầu. Hiện tại còn chưa biết, bất quá lúc tin tức anh hai của tôi chết được truyền ra ngoài thì Từ Vạn Sơn liền gọi điện thoại tới. Nói là muốn thu mua lại tập đoàn Hạ Thị, hạn cho tôi đến 8 giờ sáng mai phải cấp cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Nói tới đây Hạ Binh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hắn còn nói nếu tôi không bán lại tập đoàn Hạ Thị cho hắn thì hắn sẽ khiến cho chị dâu cùng với Y Na bồi táng theo anh hai. Hắn chán sống rồi. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, hàn quang hiện ra. Lúc nãy, khi thấy Bùi Đông Lai ở ngoài biệt thự thì Hạ Binh nhớ lại chuyện Hạ Y Na từng theo đuổi Bùi Đông Lai. Cũng nhớ lại trong nửa năm qua Bùi Đông Lai đã làm ra những chuyện nghịch thiên. Khi đó, tuy rằng hắn kích động nhưng mà cũng không dám cam đoan Bùi Đông Lai sẽ giúp Hạ ra. Sau đó, hắn lại thấy Bùi Đông Lai ôm Hạ Y Na vào lòng, rồi tự mình ôm Y Na về phòng ngủ thì hắn cảm thấy khả năng Hạ ra được Bùi Đông Lai trợ giúp là rất lớn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, vừa mới nghe xong chuyện của Từ Vạn Sơn thì Bùi Đông Lai liền quyết định ra mặt giúp Hạ ra. Điều này làm cho Hạ Binh kích động. Reng, reng. Sau đó, không đợi Hạ Binh nói gì thêm, điện thoại trong túi của hắn đã vang lên. Thật có lỗi Đông Lai, tôi đi nghe điện thoại một chút.
Nghe tiếng điện thoại vang lên thì Hạ Binh nói xin lỗi với Bùi Đông Lai một câu rồi lấy điện thoại ra. Ách! Ngay sau đó, thấy được số gọi đến này thì đồng tử của Hạ Binh mở to ra, vẻ mặt hơi đổi. Thấy được vẻ biến hóa của Hạ Binh thì Bùi Đông Lai nhìn ra chủ nhân của số điện thoại này cũng không tầm thường. Giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, chủ nhân của số điện thoại này quả thật là không tầm thường. Bởi vì, hắn họ Cao tên Tường, là con của Cao Thế Toàn. Thấy được số Cao Tường gọi đến thì vẻ mặt Hạ Binh lo lắng, dường như không biết là có nên nghe cuộc điện thoại này hay không. Cao Thiếu. Cuối cùng, Hạ Binh vẫn lựa chọn nghe điện. Chú Hạ, tôi đang ở khách sạn Cửu Phong, ngài mau để cho Ina đến đây đi. Đầu bên kia điện thoại, Cao Tường đang đứng ở sát cửa sổ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt thích hí tươi cười. Nghe được Cao Tường nói thế thì sắc mặt Hạ Binh có chút khó coi. Bởi vì sau khi ông ngoại Hạ Ina mất đi, Hạ Gia Lâm vào tuyệt cảnh thì Hạ Binh phát hiện được Cao Tường vẫn có ý với Hạ Ina. Hắn cố gắng lợi dụng Hạ Ina ở chung một chỗ với Cao Tường để bảo vệ Hạ Gia, bảo vệ tính mạng Tống Hân và Hạ Ina. Cho nên hắn mới nhịn đau mà thỏa thuận với Cao Tường, cố gắng thuyết phục Tống Hân để Hạ Ina đi tìm Cao Tường. Hiện giờ tuy rằng Hạ Ina đồng ý đi tìm Cao Tường nhưng mà lúc này Bùi Đông Lai lại xuất hiện. Thật có lỗi, Cao Thiếu, Ina sẽ không qua. Trầm mặc một lát, Hạ Binh ngữ xuất kinh nhân. Ách! Nghe Hạ Binh nói thế thì vẻ mặt Cao Tường liền kinh ngạc, nụ cười trên mặt liền biến mất, điếu thuốc trên tay hắn cũng rớt xuống trên thảm. Kinh ngạc sao? Đúng vậy. Bởi vì biết Hạ Gia Lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì nhìn ra Hạ Binh muốn lợi dụng Hạ Ina cùng hắn cùng một chỗ, trèo cao vào Cao gia, do đó để hóa giải nguy cơ lần này. Hắn liền chủ động đặt phòng ở đây, để Hạ Ina chủ động đến nơi này. Sở dĩ hắn nôn nóng như vậy là bởi vì hắn muốn nhìn thấy Hạ Ina giống như là một nô tỳ, chủ động cởi bỏ quần áo trước mặt hắn, cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới háng của hắn. Vì muốn tận hứng cả đêm nên hắn đã mang theo hai hộp xuân dược, một hộp dành cho nam. Cho dù chinh chiến cả đêm cũng có thể cam đoan kim cương bất khuất. Mà hộp dành cho nữ thì sau khi ăn vào ngọc nữ cũng sẽ biến thành dâm phụ. Cho nên, lúc này nghe được Hạ Binh nói là Hạ Ina không tới thì Cao Tường có thể không kinh ngạc sao? Vài giây sau, Cao Tường lấy lại tinh thần. Hắn lạnh giọng chất vấn. Sao lại thế? Chẳng lẽ Ina không muốn đến sao? Hiển nhiên ở Cao Tường xem ra. Lấy tình huống hiện giờ thì Hạ Gia không có khả năng đối kháng được với Tử Vạn Sơn. Cho nên, trừ việc Hạ Ina không muốn đến thì hắn không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Vâng, Cao Thiếu. Hạ Binh nghe vậy cũng không nói cho Cao Tường biết tin tức Bùi Đông Lai xuất hiện. T. Lại nghe Hạ Binh nói như thế thì Cao Tường liền tức giận, dưới ánh đèn, vẻ mặt hắn đã trở nên âm trầm. Hạ Binh, ông cho rằng ta là cái gì? Cao Thiếu, tôi. Hạ Binh cố gắng giải thích. Nhưng mà, không đợi Hạ Binh đem lời nói hết, Cao Tường đã cắt ngang lời nói của hắn. Hạ Binh, lúc trước cha ta mang ta đến Hạ gia cầu hôn thì Hạ Ina đã cự tuyệt ta. Hiện giờ, ông ngoại cùng với cha của Hạ Ina đã chết, Hạ gia lâm vào nguy cơ, ông cố gắng muốn để cho Hạ Ina treo cao, nương nhờ vào Cao gia để hóa giải nguy cơ nên đã chủ động tìm ta nói chuyện. Ta đại nhân đại lượng không nhớ tới chuyện cũ. Đề nghị chỉ cần Ina nguyện ý thì chúng ta có thể làm bạn, hơn nữa chủ động mời Ina đu ăn tối để an ủi nàng. Hiện giờ, ông lại nói nàng không tới sao? Ông cho rằng ta là một con khỉ, ông muốn giỡn thì giỡn phải không? Cao Tường nói xong thì càng cảm thấy tức giận, tuy rằng hắn không nghĩ tới sẽ giúp Hạ gia nhưng mà đối mặt với việc Hạ Ina tìm tới cửa thì hắn cũng rất muốn, hắn cảm thấy rằng sau khi mình XXX xong nàng rồi sẽ đá bay nàng. Hiện giờ, đồ chơi đã đến dưới háng lại bay đi, hắn có thể không tức sao? Đối với Hạ Binh mà nói thì hắn sẽ đoán được Cao Tường sẽ không kết hôn với Hạ Ina thậm chí sẽ không giúp Hạ gia nếu không thì hắn cũng không có nói với Tống Hân rằng cố gắng để Hạ Ina mang thai, rồi bức bách Cao gia ra mặt. Vì thế, nghe xong những lời này của Cao Tường thì tự nhiên Hạ Binh hiểu được những lời nói của Cao Tường đều là lời ra dối. Hiểu được điểm này, Hạ Binh trầm ngâm một chút, nói. Cao Thiếu, cậu cũng biết, lấy tính khí quật cường của Ina thì nếu nó không đồng ý thì tôi cũng không có biện pháp. Hắc, hảo cho một câu không có biện pháp, ông CMN ông là cái chó gì? Ta nói cho ông biết, Hạ Binh sự việc là do ông nói ra, hiện tại ông muốn thu hồi lại lời nói cũng không có cửa đâu.
Cao Tường liền mất đi kiên nhẫn, lộ ra bộ mặt thật. Đừng trách ta không nhắc ông, vấn đề của tập đoàn Hạ Thị không chỉ có một điểm, nếu ông đã đùa giỡn ta thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lộp bộp, mắt thấy Cao Tường vạch mặt thì trái tim của Hạ Binh không khỏi trầm xuống, lấy thực lực hiện giờ của Hạ gia thì đối phó với Tử Vạn Sơn là dựa vào Bùi Đông Lai, nếu có thêm Cao gia nữa thì làm sao đây? Ta cho ông 30 phút. Cao Tường mở miệng lần nữa, sau đó không đợi Hạ Binh trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, nghe tiếng đô, đô, thì Hạ Binh liền hối hận không thôi. Chú Hạ, sao thế? Bùi Đông Lai mở miệng, tuy rằng dựa vào thính lực biến thái của mình thì hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Binh và Cao Tường nhưng mà hắn lại muốn biết chi tiết hơn. Hai, Hạ Binh thở dài cất điện thoại, sắc mặt xấu hổ nhìn Bùi Đông Lai, nói. Thật ngại quá, Đông Lai, tôi. Mấy phút sau, Hạ Binh đem mọi chuyện nói cho Bùi Đông Lai. Chú Hạ, cứ để việc này cho tôi xử lý. Bùi Đông Lai suy nghĩ một lát rồi nói. Cảm ơn cậu, Đông Lai. Hạ Binh cảm động đến rối tinh rối mù. Bùi Đông Lai không nói gì thêm mà là cầm điện thoại lên, bấm số của Trần Quốc Đào. Thật xin lỗi thủ trưởng, đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Điện thoại được chuyển. Bùi Đông Lai liền mở miệng nói trước. Thằng nhóc, đừng có giả bộ với ta. Đầu bên kia điện thoại, thân là nhân vật của quân khu Giang Ninh, Trần Quốc Đào tức giận nói. Nói đi, muộn như thế này rồi mà tìm ta, có chuyện gì sao? Bùi Đông Lai xấu hổ, nói thẳng vào vấn đề. Trần Gia Gia, là như vậy, ngài cũng biết là Tổng Tư lệnh quân khu Tây Nam vì đột quỵ nên đã đột nhiên qua đời. Việc này ta biết. Lão Tống cùng ta có qua lại với nhau. Vốn là ta định đến đưa hắn đi một đoạn đường nhưng vì công việc quá nhiên nên không thể phân thân, đành phải nhờ người đưa vòng hoa đến viếng thăm. Trần Quốc Đào thở dài, hắn cảm thấy tiếc hận đối với ông ngoại của Hạ Y Na. Trần Gia Gia, nói vậy là ngài cũng biết Tống Tư lệnh có một người con rể tên là Hạ Hà. Bùi Đông Lai lại nói. Ngay tại lúc Tống Tư lệnh qua đời thì con rể của hắn là Hạ Hà cũng chết ở biên cảnh. Trần Quốc Đào biết Hạ Hà nhưng lại không biết rõ cái chết của Hạ Hà, nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì không khỏi sững sờ. Trần Gia Gia, nói như vậy thì ngài cũng biết thân phận của Hạ Hà. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Trong quá trình làm giàu của mình thì Hạ Hà có không ít cửu nhân, hiện giờ Tống Tư lệnh cùng Hạ Hà đã mất đi, điều này đã khiến cho hậu nhân của Tống Tư lệnh lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, có gì thì cứ nói thẳng đi, không nên lòng vòng với lão tử. Trần Quốc Đào mơ hồ đoán được cái gì? Bùi Đông Lai cũng không khách sáo nữa. Cháu nhờ ngài gọi điện cho người của quân khu Tây Nam, nói với bọn họ rằng tánh mạng của hậu nhân Tống Tư lệnh gặp nguy hiểm, nhờ quân khu Tây Nam phái người, bảo vệ hậu nhân của Tống Tư lệnh vài ngày. Được. Trần Quốc Đào đáp ứng, sau đó hỏi lại. Tiểu tử, cậu sẽ không ra mặt giúp hậu nhân của Tống Tư lệnh đó chứ? Cảm ơn Trần Gia Gia. Bùi Đông Lai né tránh câu hỏi của Trần Quốc Đào. Trần Quốc Đào nghe vậy thì liền tức giận, chửi má nó. Thằng nhóc, CMN, từ ngày cậu từ Yên Kinh trở về cũng không đến gặp lão tử. Khi gặp việc phiền toái lại gọi điện cho lão tử, hơn nữa còn che giấu lão tử, cậu CMN, có phải cậu chán cơm rồi phải không? Báo cáo thủ trưởng, đợi sau khi chuyện này kết thúc thì cháu sẽ tự mình đến nhà chịu đòn nhận tội. Bùi Đông Lai nói. Cút đi cho lão tử. Trần Quốc Đào cười mắng một câu, sau đó cúp điện thoại. Xử lý xong việc này thì Bùi Đông Lai yên lòng, hắn xuống lầu nói chuyện với NVT một lát rồi lấy xe đi đến khách sạn quốc tế Cửu Châu. 25 phút, trong một gian phòng xa hoa của khách sạn quốc tế Cửu Châu. Cao Tường không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện được lúc này chỉ còn 2 phút nữa là đến lúc Hạ Binh trả lời yêu cầu của mình. Con gái điếm này. 3. Phát hiện này làm cho Cao Tường vô cùng tức giận, hắn đứng dậy đá một cái vào chiếc ghế ở bên cạnh. Cốc, cốc. Sau đó, không đợi cho Cao Tường lấy chiếc áo khoác trên giá để đồ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ách! Nghe được tiếng gõ cửa thì Cao Tường vốn ngẩn ra sau đó ý thức được cái gì. Hắn liền hưng phấn không thôi, liền ngồi vào ghế dựa, bắt chéo chân lên, hắng giọng một cái rồi nói. Vào đi! Két! Cửa mở ra. Bùi Đông Lai đi vào phòng. Mày là ai? Thấy Bùi Đông Lai đi vào phòng thì nụ cười trên mặt của Cao Tường đã biến mất, sau đó hắn nhíu mày, nói.
Ai bảo mày vào đây? Không trả lời. Bùi Đông Lai bước về phía Cao Tường. Cút ra ngoài cho ta. Mắt thấy Bùi Đông Lai xem thường câu hỏi của mình, đi tới, thì Cao Tường liền biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy chỉ tay vào mặt Bùi Đông Lai. Nếu mày không ra thì tao sẽ gọi bảo vệ. Bịch, bịch. Trả lời cho Cao Tường chính là tiếng bước chân. Mày, mày muốn làm gì? Bên tai vang lên tiếng bước chân, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì mặc dù Cao Tường không biết Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào nhưng mà trong lòng bông xuất hiện một trực giác không tốt. Làm gì ư? Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, xuất hiện trước mặt Cao Tường rồi thuận tay cho Cao Tường ăn một cái tát. Bốp! Cái tát vang dội, Cao Tường ăn một tát liền ngã xuống đất. Ực, ực! Trên mặt thảm, trước mặt Cao Tường toàn là sao, hắn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Vài giây sau, Cao Tường phun ra một ngụm máu, mấy cái răng liền lẫn theo vết máu mà rớt ở phía dưới thảm, nhìn thấy ghê người. Cao Tường tức giận đến cả người run lên, hắn không lau vết máu nơi khóe miệng mà là ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn vào Bùi Đông Lai, nói năng lộn xộn. Mày, con mẹ nó mày muốn làm gì? Mày biết tao là ai không? Còn không có trả lời. Bùi Đông Lai vươn chân ra đạp vào mặt Cao Tường, khiến cho Cao Tường dính vào trên sàn, không thể động đậy. Ô, ô, Cao Tường giãy giụa nhưng mà không có kết quả, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, hắn trợn to mắt nhìn Bùi Đông Lai, nói. Ta là con của Cao Thế Toàn, cha của ta. Cha của mày là Cao Thế Toàn, là nhân vật số một của cảnh sát Tây Nam. Bùi Đông Lai cúi xuống, nhìn vào mặt của Cao Tường rồi nói. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Cao Tường kinh ngạc, hắn nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác như muốn hỏi. Mày đã biết tao là con của ai, vậy mà còn dám đánh tao sao? Mày là ai? Một lần nữa Cao Tường mở miệng, lúc này giọng nói của hắn đã không còn về nghiêu bức hò hét như lúc đầu, mà giọng nói của hắn run run. Bị hù dọa rồi. Tuy rằng hắn không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mà nếu Bùi Đông Lai biết cha của hắn là ai rồi mà còn dám đối phó với hắn thì như vậy chỉ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, Bùi Đông Lai là sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ chuyên nghiệp. Người như thế chỉ vì tiền mà bán mạng. Chỉ cần ngươi ra giá cao thì bọn hắn đều dám ám sát bất cứ người nào trên thế giới này. Thứ hai, Bùi Đông Lai không để Cao gia vào mắt. Đối với Cao Tường mà nói, nếu Bùi Đông Lai là loại người như vậy thì hắn không trêu chọc nổi. Bùi Đông Lai không có trả lời câu hỏi của Cao Tường mà là nhìn về phía hai hộp thuốc xuân dược của hắn đang để trên bàn. Phát hiện này làm cho ánh mắt Bùi Đông Lai hơi nheo lại, sau đó hắn liền dẫm vào chân phải của Cao Tường. Bùi Đông Lai buông lỏng ra khiến cho Cao Tường liền giãy giụa đứng lên, hắn không dám chạy trốn mà ánh mắt kính sợ nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tôi không biết anh có phải anh nhận lầm người rồi hay không? Cao Tường run giọng nói. Nếu như có người thuê anh đến đối phó với tôi thì, xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ cho anh tiền. Anh muốn bao nhiêu thì cứ mở miệng. Hiển nhiên Cao Tường cho rằng Bùi Đông Lai là một sát thủ chuyên nghiệp. Dù sao thì công tác của ba hắn quá mức đặc thù, đặc tội không ít thế lực đen trong nước. Nhặt lên. Bùi Đông Lai chỉ vào hộp thuốc trên mặt đất. Ách! Cao Tường nhìn xuống thì thấy được hai hộp thuốc xuân dược thì liền há hốc mồm. Mày điếc sao? Bùi Đông Lai nhíu mày. Lượm, tôi lượm. Cao Tường sợ tới mức cả người chấn động. Vội vàng nhặt hộp thuốc lên, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn không biết Bùi Đông Lai muốn hắn nhặt hộp thuốc xuân dược này lên để làm gì. Mở ra rồi ăn. Bùi Đông Lai dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Ách, ăn hai hộp xuân dược này. Hơn nữa trong đó có một hộp dành cho nữ nhân. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Cao Tường sợ tới mức run lên, trực tiếp ném hai hộp thuốc xuân dược đi. Tao cho mày 30 giây. Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc nhìn Cao Tường, gằn từng chữ. Mày có thể lựa chọn ăn đống thuốc này cũng có thể lựa chọn tao đem mày quăng từ đây xuống. Ách! Nghe được lời uy hiếp trắng trợn của Bùi Đông Lai thì Cao Tường há mồm ra, cố gắng muốn nói cái gì. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không ăn hai hộp xuân dược này thì người thanh niên này thật sự sẽ đem hắn ném từ đây xuống đất. Tôi uống rồi thì có phải anh sẽ bỏ qua cho tôi không? Cao Tường dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng hoảng sợ, hỏi. 20 giây.
Mặt Bùi Đông Lai không thay đổi sắc nói. Tôi Văn Anh đừng nên làm như vậy. Cao Tường sợ tới mức hai chân run lên, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, giống như muốn dùng cách này để chuộc tội. 10 giây. Tôi ăn. Lại nghe Bùi Đông Lai báo giờ, Cao Tường sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi nuốt thuốc trong hộp xuân dược dành cho Nam vào miệng. Làm xong chuyện này, theo bản năng Cao Tường muốn mở hộp xuân dược dành cho nữ kia. Nhưng mà, sau khi hắn mở hộp thuốc kia ra thì hắn không có dũng khí để ăn hết chỗ thuốc này. Bởi vì hắn biết cái loại thuốc này chỉ dành cho nữ, nam nhân căn bản là không thể dùng được. Cho nên, hắn vừa mới ăn xong đống thuốc kia, lúc này nếu dùng thứ này nữa thì có quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bịch, mắt thấy Cao Tường không ăn vào thì Bùi Đông Lai liền bước lên. Ách, Cao Tường sợ tới mức há to mồm, sau đó hắn nhắm mắt, đem đống thuốc kia bỏ vào mồm rồi nuốt xuống. Hô, hô. Sau khi ăn xong thì Cao Tường giống như là nuốt phải độc dược, hắn sợ tới mức rét run. Sợ hãi rất nhiều, Cao Tường còn giữ được vài phần tỉnh táo, sợ hãi nhìn vào Bùi Đông Lai. Tôi ăn rồi, xin anh thả tôi đi. Reng, reng. Đột nhiên, điện thoại của Cao Tường đổ chuông. Ách, nghe được tiếng chuông điện thoại thì theo bản năng Cao Tường liền đem ánh mắt nhìn lại. Ba. Thấy trên màn hình điện thoại hiện ra chữ cha thì Cao Tường giống như là người chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, hắn liền bổ nhào tới bàn, một tay nhấc điện thoại lên, khàn giọng kêu. Cha, cha, cứu con, cứu con. Tiểu Tường, con làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại, nghe được Cao Tường kêu cứu thì Cao Thế Toàn vốn là ngẩn ra, sau đó liền trầm giọng hỏi. Có người muốn giết con. Cao Tường kêu rên không dứt. Lộp bộp. Nghe được Cao Tường nói như thế thì Cao Thế Toàn liền cả kinh, nhảy dựng lên. Tiểu Tường, con đang ở đâu? Khách sạn quốc tế Cửu Châu. Lúc này không đợi Cao Tường mở miệng, Bùi Đông Lai liền núm lấy điện thoại lên, thay Cao Tường trả lời. Cậu là ai? Cao Thế Toàn nhận ra không phải giọng nói của con mình thì lập tức lạnh giọng hỏi. Cậu muốn làm gì? Ta họ Bùi, tên Đông Lai. Bùi Đông Lai tự giới thiệu. Ai? Đầu bên kia điện thoại, Cao Thế Toàn sợ tới mức bàn tay khẽ run lên, thiếu chút nữa là làm rớt điện thoại xuống. Không trả lời. Bùi Đông Lai cúp điện thoại. Đô, đô. Nghe được tiếng đô, đô, thì ánh mắt của Cao Thế Toàn trợn tròn xoe, miệng há to ra, vẻ mặt đơ như cây cơ. Thân là nhân vật số một của giới cảnh sát Tây Nam thì Cao Thế Toàn rất rõ sự tồn tại của Bùi Đông Lai. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là suy nghĩ của hắn khi nhìn vào tư liệu của Bùi Đông Lai, biết được Bùi Đông Lai xưng bá hắc đạo ở vùng Tam Giác Trường Giang, sau đó lấy mãnh long quá áp áp địa đầu xà ở Nam Cảng. Lúc ấy, hắn cảm thấy tất cả chuyện này không thể tin được. Thậm chí hắn còn hoài nghi tính chân thật của phần tư liệu kia. Bởi vì hắn không tin, một người lấy thời gian chưa tới nửa năm mà lại có thể xưng bá hắc đạo ở vùng Tam Giác Trường Giang. Bởi vì không tin cho nên hắn đã gọi điện đến cảnh sát ở Đông Hải và Nam Cảng để chứng thực, kết quả là phần tài liệu kia vô cùng chính xác. Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể làm được tất cả chuyện này? Sau khi thông qua Diệp Hạo Nhiên, biết được thế lực của Bùi Vũ Phu trồi lên mặt nước thì mọi nghi ngờ trong lòng hắn liền tan biến. Mà hôm nay, đối với Bùi Đông Lai thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết chuyện từ buổi thảo luận kinh tế. Đại bỉ võ trong cả nước đến chuyện ở khách sạn Yên Kinh. Anh làm sao vậy? Trong nhà Cao Thế Toàn, mẹ của Cao Tường thấy sau khi Cao Thế Toàn nghe điện thoại xong thì giống như là mất hồn, đứng đó không nhúc nhích thì lập tức hỏi. Ực, Cao Thế Toàn hung hăng nuốt nước miếng, sau đó cất điện thoại rồi nói. Không có việc gì, anh ra ngoài một chuyến. Nói xong, Cao Thế Toàn liền vội chạy tới mang áo khoác, thay giày ra rồi vội vàng rời khỏi nhà. Cùng lúc đó, trong một gian phòng xa hoa tại khách sạn quốc tế Cửu Châu, Cao Tường giống như là gặp quỷ giữa ban ngày, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai, lắp bắp hỏi. Anh là Bùi Đông Lai ư? Thân là con trai của Cao Thế Toàn thì Cao Tường cũng giống với cha mình, đều nghe sự tích về Bùi Đông Lai. Bởi vì biết hành động của Bùi Đông Lai tại Yên Kinh nên lúc Bùi Đông Lai nói điện thoại với cha của hắn, nói rằng ta họ Bùi, tên Đông Lai thì hắn liền rung động. Rung động đi qua, sau đó chính là sợ hãi,
hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được Bùi Đông Lai có thể giết hắn như bóp chết một con kiến. Dễ như trở bàn tay. Bùi Đông Lai không để ý đến Cao Tường mà là xoay người đi đến chiếc ghê sofa, ngồi xuống rồi rút một điếu thuốc, châm lên, hút. Bùi thiếu, tôi không trêu chọc anh a. Bùi Đông Lai trầm mặc khiến cho Cao Tường vô cùng kinh sợ, hắn giống như một con chó Trung Quốc quỳ xuống trước mặt Bùi Đông Lai. Bịch, bịch. Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc hút thuốc thì Cao Tường không nói lời vô ích mà là lại, tiếp tục lại. Một cái, hai cái, ba cái. Cao Tường cũng không biết mình dập đầu được bao nhiêu cái, chờ khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Bùi Đông Lai thì cái trán hắn đã bị rách một đường dài, vết máu loang lổ. Bùi thiếu, Bùi gia, ngài là gia gia. Có lẽ là do Xuân Dược phát tác nên Cao Tường nói năng có chút lộn xộn. Cao Tường, tôi đây đã động thủ xúc phạm đến Thái Tuế, xin Bùi gia ngài đừng chấp nhận với loại người như tôi. Nhìn Cao Tường giống như một con chó Trung Quốc thì ánh mắt của Bùi Đông Lai không có chút nhân từ nào. Hắn biết rõ, nếu mình không ra mặt giúp Hạ Y Na thì kết quả chỉ có hai. Hoặc là Hạ gia rơi xuống, hoặc là Hạ Y Na trở thành đồ chơi của Cao Tường. Ách! Sau đó, coi như lúc Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc thì lúc này đây hơi thở của Cao Tường đã trở nên dồn dập, mặt đỏ tai hồng. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai biết Xuân Dược đã phát tác. Nóng! Nóng quá. Giống như xác định đúng suy đoán của Bùi Đông Lai, Cao Tường bắt đầu nói không rõ ràng, bắt đầu tự xé quần áo của mình, giữa hai đùi hắn cũng nổi lên một cái lều nhỏ. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không có để ý đến Cao Tường mà ra bước ra khỏi phòng. Nóng, ta nóng quá. Nhưng mà, vượt ra ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai chính là sau khi Cao Tường xé hết quần áo thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn kẹp hai chân lại. Vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầu dục vọng nhìn vào Bùi Đông Lai. Giờ phút này, dường như trong mắt của Cao Tường thì Bùi Đông Lai chính là một mãnh nam. Phát hiện này khiến cho Bùi Đông Lai một trận ác hàn. Người đẹp, người ta nóng quá, cậu qua giúp nhân ra được không? Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai tiến lên ngăn cản Cao Tường thì Cao Tường đã đứng dậy đi đến bên Bùi Đông Lai, nũng nịu nói. Bá! Bùi Đông Lai thấy thế thì vung tay phải lên. Nắm lấy cổ áo của Cao Tường rồi xách Cao Tường giống như một con gà. Nha, cậu thô bạo quá, bất quá, người ta rất thích. Bị Bùi Đông Lai xách lên thì Cao Tường chẳng những không có sợ hãi mà lộ ra bộ dạng hưởng thụ. Bùi Đông Lai thấy thế thì biết bởi vì Cao Tường đã ăn hai loại xuân dược nên trở thành một tên bán nam bán nữ. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà là đem Cao Tường đi vào phòng ngủ rồi cột Cao Tường vào chiếc giường lớn. Làm xong chuyện này thì Bùi Đông Lai lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nói. Tìm cho tôi hai nam nhân đến phòng XX. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại, vị nữ nhân viên kia có chút không kịp phản ứng. Tìm hai con vịt đến phòng XX. Đã hiểu, xin tiên sinh chờ một lát, lập tức đến ngay thôi. Lúc này đây, hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai thì nhân viên nữ kia nũng nịu nói. 10 phút sau. Hai nam nhân có thân hình rắn chắc bước vào phòng. Tiên sinh tôn quý, buổi tối tốt lành. Bên trong có người phát xuân, hai người vào đó thỏa mãn hắn đi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai tên nam nhân kia thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, hắn chỉ vào phòng ngủ rồi liền bước tới bật tiếng tivi lớn lên. Tốt, tiên sinh. Hai tên nam nhân liền đáp ứng. Nha, các người rất thô lỗ, nhân gia rất thích. Rất nhanh. Trong phòng liền truyền ra tiếng thoải mái của Cao Tường. Cùng lúc đó, Cao Thế Toàn lái chiếc Audi A6L chạy nhanh về phía khách sạn quốc tế Cửu Châu. Trong xe, vẻ mặt Cao Thế Toàn vô cùng ngưng trọng, mày nhíu lại tạo thành hình chữ xuyên. Đã vài lần hắn muốn bấm số của Diệp Hạo Nhiên để xin giúp đỡ nhưng cuối cùng hắn đã bỏ qua cái ý nghĩ ngu xuẩn này. Bởi vì hắn biết nếu Diệp gia không dám trả thù Bùi gia thì chứng minh Diệp gia vô cùng kiêng kỵ Bùi gia. Như vậy tạm thời không nói đến chuyện Diệp Hạo Nhiên có giúp hắn đối phó Bùi Đông Lai hay không. Cho dù có giúp thì cũng là hữu tâm vô lực. 15 phút sau, chiếc xe đã đến bãi đỗ xe của khách sạn, sau khi xe dừng lại thì hắn liền bước nhanh vào khách sạn. Bởi vì Cao Thế Toàn là khách quen của khách sạn này cho nên quản lý của khách sạn vô cùng quen thuộc với hắn. Thấy Cao Thế Toàn chạy vào thì tên quản lý cả kinh sau đó lắc thân hình rắn nước của mình đến chào đón. Cao Cục Trưởng. Đã lâu rồi ngài không đến nơi này.
Nói cho người của cô biết, lát nữa mặc kệ phòng XX phát sinh chuyện gì thì cũng không để người của cô đến gần. Cao Thế Toàn nghiêm túc nói một câu sau đó không để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của nữ quản lý, hắn đi thẳng đến thang máy rồi bấm thang máy lên tầng 8. Cốc, cốc. Dù cho lo lắng đến an toàn của con mình nhưng mà sau khi đến trước phòng XX thì Cao Thế Toàn cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào mà là giữ cho bản thân tỉnh táo rồi gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng, Bùi Đông Lai ngâm một điếu thuốc, nghe có tiếng gõ cửa thì bóp tắt tàn thuốc, ung dung nói. Két. Cao Thế Toàn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng cho có một mình Bùi Đông Lai thì liền ngẩn ra, sau đó đi đến trước người Bùi Đông Lai, nói. Bùi thiếu. Tuy rằng tôi không biết con mình tại sao lại chọc phải ngài nhưng mà tôi hy vọng ngài không nên chấp nhặt cũng với nó, đồng thời tôi cũng thay mặt nó mà giải thích cho ngài hiểu. Con của ông đang ở trong phòng ngủ, ông cứ đi vào trước coi hắn đi, sau đó chúng ta tiếp tục nói chuyện. Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh nói. Cao Thế Toàn nghe vậy thì khóe mắt hơi giật giật lên, hắn cũng không nói thêm lời mà là bước nhanh đến trước của phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cửa phòng bị đẩy ra. Một cảnh tượng dù cho làm nằm mơ Cao Thế Toàn cũng không ngờ lại hiện ra trước mắt hắn. Trong phòng, Cao Tường cởi hết quần áo hắn giống như một con chó nhỏ nằm ở trên giường, hưởng thụ những cái đâm vào và rút ra của một tên mãnh nam. Nha, dùng sức, dùng sức. Dược lực phát tát hoàn toàn làm cho Cao Tường không biết có người đến đây mà là điên cuồng lắc lư thân mình, thoải mái kêu lên. Ông. Thấy một màn như vậy thì cho dù Cao Thế Toàn là người đã trải qua vô số sóng to gió lớn cũng đỡ người đứng ngay tại cửa phòng. Ngừng lại. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Cao Thế Toàn nắm chặt hai bàn tay lại rồi giống lớn. Nghe được tiếng giống lớn của Cao Thế Toàn thì hai tên mãnh nào đều ngừng lại. Đừng, đừng có ngừng, người ta cần, còn muốn mà. Cao Tường thấy hai tên mãnh nam dừng động tác lại thì làm nũng nói. Tê. Nghe Cao Tường nói như thế thì Cao Thế Toàn tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Cút! Cao Thế Toàn nhìn vào hai tên mãnh nam rồi quát. Vâng, tiên sinh. Hai người nghe vậy thì đứng lên, mặc quần áo lại. Ta không hy vọng chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, đem lời này truyền lại cho Uyển Lâm. Cao Tường âm trầm nói một câu. Nghe được Cao Thế Toàn nói được tên lão bản phía sau màn của khách sạn này. Cảm nhận được vẻ tức giận của Cao Thế Toàn thì tiểu đệ đệ của hai tên mãnh nam kia liền mếm nhún, bọn hắn mang theo vài phần sợ hãi rồi rời khỏi phòng. Tình yêu ơi, anh, muốn. Trên giường, Cao Tường không có nhận ra Cao Thế Toàn hơn nữa hắn còn nhảy lên ôm lấy Cao Thế Toàn. Đồ khốn. Cao Thế Toàn tức giận đến run người, mắng một tiếng rồi đá một cước vào Cao Tường, sau đó nắm lấy đầu tóc của Cao Tường kéo hắn vào phòng tắm. Đem đầu của Cao Tường nhúng vào trong bồn tắm. Sau đó mở nước, dùng nước để rửa mặt cho Cao Tường. Khụ khụ. Mấy phút sau, cả người Cao Tường sụi lơ nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng ho lên. Cha! Ý thức của Cao Tường thanh tỉnh được vài phần, nhìn thấy Cao Thế Toàn thì liền sửng sốt. Cao Thế Toàn tức giận đến xanh mặt, cả người run lên, hận không thể một phát tát chết Cao Tường. Thấy được vẻ tức giận trên mặt Cao Thế Toàn, cảm nhận cơn đau từ S truyền đến. Cao Tường mơ mơ hồ hồ nhớ lại mọi chuyện phát sinh lúc nãy. Cúc hoa tàn, đất bị thương. Bịch. Nghĩ đến bản thân mình bị hai tên mãnh nam tàn phá thì hai mắt Cao Tường tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Cao Thế Toàn thấy thế thì tức giận đến nghiến răng nhưng mà không có trừng phạt Cao Tường nữa, mà là đem Cao Tường kéo ra khỏi phòng tắm rồi ném hắn lên giường. Hô, hô. Sau khi làm xong tất cả chuyện này thì Cao Thế Toàn liền thở sâu hai hơi. Cố gắng điều chỉnh tâm tình, đem lửa giận ép xuống. Xác định được cảm xúc đã khôi phục lại bình thường thì Cao Thế Toàn mới ra khỏi phòng. Bùi thiếu, không biết con của tôi đã chọc giận ngài như thế nào. Đi ra khỏi phòng, Cao Thế Toàn liền cố gắng khống chế giọng nói của mình rồi hướng Bùi Đông Lai hỏi. Hắn không nghĩ ra Cao Tường đã chọc Bùi Đông Lai ở chỗ nào. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao lúc này Cao Tường lại có hứng thú đối với nam nhân như vậy. Cao cục trưởng, con của ngài mời bạn của tôi là Hạ Y Na cùng đi ăn tối. Bùi Đông Lai liếc nhìn Cao Thế Toàn một cái. Nhưng mà ông ngoại và cha của Hạ Y Na lần lượt qua đời khiến nàng thương tâm quá độ nên đã tới không được. Nàng nhờ tôi đến thông báo cho con của ngài một tiếng. Tôi đến đây thì phát hiện được con của ngài giống như là một con trâu được phát xuân, cố gắng muốn gây rối tôi,
rơi vào đường cùng thì tôi đành phải ném hắn vào phòng ngủ rồi giúp hắn gọi một cú điện thoại để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mưu đồ gây rối, thỏa mãn nhu cầu. Nghe được mấy chữ này thì Cao Thế Toàn không khỏi nhớ lại hình ảnh lúc nãy trong phòng ngủ, Cao Tường giống như là sắc lang nhìn thấy phụ nữ liền chạy về phía mình. Thật có lỗi Bùi thiếu, đứa con bất hiếu của tôi đã khiến ngài phải chê cười rồi. Tuy rằng Cao Thế Toàn biết chuyện này có liên quan đến Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng không có nói ra mà là mang theo vài phần xin lỗi hướng Bùi Đông Lai giải thích. Cao Cục trưởng, xã hội phát triển, thời đại đã tiến bộ, con của ngài cũng không cần phải xấu hổ như thế, dù sao thì ở nước ngoài thì hai nam nhân cũng có thể kết hôn với nhau. Bùi Đông Lai mỉm cười rồi đổi đề tài. Bất quá, Cao Cục trưởng, tôi nghe nói rằng con trai của ngài cùng với Tử Vạn Sơn có quan hệ với nhau. Cá nhân tôi cho rằng đây là một chuyện không tốt, ngài cảm thấy thế nào? Ách, thân là nhân vật số một của giới cảnh sát Tây Nam thì Cao Thế Toàn đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường, khả năng quan sát có thể nói là hạng nhất, lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế thì trong lòng hắn vừa động, mơ hồ đoán được cái gì. Theo tôi được biết thì Từ Vạn Sơn được xưng là trùm thuốc phiện của Trung Quốc, thuốc phiện trong nước đều là xuất ra từ tay của hắn. Thấy Cao Thế Toàn không nói lời nào thì Bùi Đông Lai cười cười hỏi. Cao Cục trưởng, không biết tin tình báo của tôi có chuẩn xác không? Ách! Cao Thế Toàn nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lát, nói. Chúng tôi đã phát hiện Từ Vạn Sơn có quan hệ với tổ chức buôn bán thuốc phiện quốc tế bất quá đến trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực nên vẫn chưa xuống tay đối với hắn. Bên tai vang lên lời nói của Cao Thế Toàn thì Bùi Đông Lai tâm sáng như gương. Hắn biết rõ, sở dĩ cảnh sát không xuống tay với TSV không phải là không có chứng cứ xác thực mà là Từ Vạn Sơn có liên lụy đến lợi ích của nhiều người, khiến cho cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao Cục trưởng, tục ngữ có câu ma cao một thước. Đạo cao một trượng, các người cảnh sát như ngài luôn nói lời trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Từ Vạn Sơn được xưng là trùm thuốc phiện của Trung Quốc, tôi không tin ngay cả một chút dấu vết phạm tội mà hắn cũng không để lại, ngài cảm thấy thế nào? Bùi Đông Lai cười híp mắt hỏi. Ách! Trong lòng Cao Thế Toàn vừa động, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của mình, nói. Bùi thiếu nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm chứng cứ phạm tội của hắn. Một khi có được chứng cứ xác thực thì liền bắt Từ Vạn Sơn về quy án. Cao Cục trưởng, có lẽ tôi có thể trợ giúp cảnh sát các ngài trừ được khối u ác tính Từ Vạn Sơn này. Bùi Đông Lai không hề vòng vo, nhất châm kiến huyết nói. Lộp bộp, tuy rằng đã đoán được điểm này bất quá nghe được chính miệng của Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng của Cao Thế Toàn cũng khẽ run lên, hắn miễn cưỡng mỉm cười, nói. Tiêu diệt thế lực tội ác là nhiệm vụ của cảnh sát. Trước hết tôi xin đại biểu cảnh sát Tây Nam cảm ơn Bùi thiếu. Nhưng mà, Cao Thế Toàn nói xong thì đột nhiên thay đổi giọng điệu. Từ Vạn Sơn chiếm giữ Tây Nam nhiều năm, liên tiếp trốn khỏi cảnh sát, hắn là một người vô cùng giàu hoạt, nếu chúng ta tùy tiện hành động thì sẽ đả thảo kinh xà. Một khi đã kinh động đến Từ Vạn Sơn thì sẽ khiến cho Từ Vạn Sơn bỏ trốn, hơn nữa muốn bắt hắn lại cũng khó hơn so với lên trời. Ngoài ra, chúng ta cần phải bàn bạc với cảnh sát quốc tế, tính toán dụ Từ Vạn Sơn ra khỏi hang, để đem tập đoàn buôn lậu thuốc phiện của Từ Vạn Sơn xuất hiện, sau đó một lưới bắt hết bọn chúng. Cao Cục trưởng, ý của ngài là chuyện này ngài không làm chủ được. Bùi Đông Lai cười híp mắt. Chẳng biết tại sao, nhìn vào bộ dạng cười của Bùi Đông Lai thì Cao Thế Toàn có cảm giác hết hồn, hắn kiên trì gật đầu, nói. Vâng, Bùi thiếu. Chúng ta cần nói chuyện với cảnh sát quốc tế mới có thể xác định nên động thủ với Từ Vạn Sơn hay không. Cao Cục trưởng, cá nhân tôi cho rằng nếu bên ngài có thể cung cấp chứng cứ xác minh Từ Vạn Sơn cấu kết với tập đoàn tội phạm quốc tế thì cảnh sát quốc tế sẽ đồng ý kế hoạch vây bắt. Bùi Đông Lai không cho là đúng, cười nói. Còn về phần tập đoàn thuốc phiện sau lưng của Từ Vạn Sơn thì lấy năng lực của cảnh sát, chẳng lẽ sợ hắn chạy trốn sao? Như vậy đi, Bùi thiếu. Sau khi trở về cục thì tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát quốc tế về vụ án này. Cao Thế Toàn suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó nói ra một câu. Đúng rồi Cao Cục trưởng, nghe nói năm nay ngài đã 53 tuổi, nếu có thể phá được vụ án này, cắt được khối u ác tính Từ Vạn Sơn thì tôi tin chắc rằng ngài sẽ trở thành một viên minh châu trong ngành cảnh sát của Trung Quốc, trước tiên tôi xin chúc mừng ngài. So sánh với việc diệt trừ các thế lực đen, vì dân trừ hại thì việc có được thăng chức hay không cũng không quan trọng.
Cao Thế Toàn lộ ra vẻ đạo đức tốt, nói. Đúng rồi Bùi Thiếu, lúc nãy ngài nói có thể giúp đỡ cho cảnh sát, rốt cuộc là có thể giúp đỡ cái gì? Chấm chấm. Cùng với các thành phố lớn giống nhau, ở Xuân Thành cũng có một nơi gọi là khu nhà giàu. Vào lúc hơn 7 giờ 30 phút, tại biệt thự số 18 trong khu nhà giàu. Cha, Hạ Binh tên khốn kiếp kia còn chưa có gọi điện thoại đến, không biết là hắn. Trong phòng ăn của biệt thự, sau khi dùng xong bữa sáng thì Từ Ưng không nhịn được mà hướng Từ Vạn Sơn hỏi. Không trả lời, Từ Vạn Sơn thân mặc một bộ đường trang, dùng khăn miệng lau tay sau đó đưa khăn cho Ô Xin bên cạnh, cũng không quay đầu lại mà là vẫy vẫy tay. Phía sau Từ Vạn Sơn, ba tên thủ hạ thấy thế thì liền bước lên, lấy điện thoại đưa cho Từ Vạn Sơn. Lấy điện thoại rồi sắc mặt Từ Vạn Sơn âm thầm bấm số của Hạ Binh. Hạ Binh, xem ra ông muốn Từ Mỗ phải làm cho tới nơi sao? Điện thoại được chuyển thì Từ Vạn Sơn liền mở miệng, giọng nói âm trầm, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Từ Vạn Sơn, ông cho rằng lão tử sẽ sợ ông sao? Vượt xa sự dự đoán của Từ Vạn Sơn chính là Hạ Binh không có đem lời nói uy hiếp của hắn để vào lòng, mà là khinh thường. Có ngon thì ông cứ lại đây. Hạ Binh, mày liều. Nghe vậy thì Từ Vạn Sơn liền tức giận sau đó cúp điện thoại. Cha, tên vương bát đản Hạ Binh không đồng ý sao? Từ Ưng vô cùng nghi ngờ, ở hắn xem ra tuy rằng Hạ Binh là em trai của Hạ Hà nhưng mà hắn lại là một người không dám quyết đoán. Đôi mắt Từ Vạn Sơn toát ra sát khí. Hôm nay con hãy phái người đến theo dõi vợ và con của Hạ Hà đi, lão hổ không phát huy thì bọn chúng coi ta là con mèo bệnh. Mẹ nó. Được. Từ Ưng cười lạnh lên tiếng. Reng, reng. Sau khi Từ Ưng nhân lệnh, chưa kịp rời đi thì tiếng chuông điện thoại của hắn đã vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Từ Ưng lấy điện thoại, phát hiện người gọi đến là Lôi Đại Bưu. Từ Thiếu, việc lớn không tốt rồi. Điện thoại vừa được chuyển thì giọng nói của Lôi Đại Bưu vô cùng run rẩy. Có chuyện gì? Từ Ưng nhíu mày, có chút không vui, nhưng mà hắn rất tò mò. Hắn biết Lôi Đại Bưu chính là một tên mãnh tướng dưới tay của cha hắn, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh nhưng mà lúc này Lôi Đại Bưu lại vô cùng hoảng hốt. Từ Thiếu, người mà ngài để cho tôi đi điều tra thân phận, hiện tại đã điều tra được thân phận của hắn là... Người nào? Không đợi Lôi Đại Bưu nói xong, Từ Ưng liền lạnh giọng cắt ngang. Là người phát sinh xung đột cùng với em họ của Từ Thiếu. Dường như nhận ra Từ Ưng không kiên nhẫn nên Lôi Đại Bưu liền nói. Việc này để sau hãy nói. Lúc này Từ Ưng vội đi hoàn thành việc Từ Vạn Sơn giao cho, làm sao có tâm tư mà giúp em họ của hắn nữa. Đợi đã, Từ Thiếu. Lôi Đại Bưu nghe vậy, trực tiếp nóng nảy. Người mà em họ của ngài phát sinh xung đột chính là Bùi Đông Lai. Là ai? Từ Ưng cả kinh thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống mặt đất. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải, ngầm nắm lấy Hắc Đạo Trường Giang cùng Nam Càng, Bùi Đông Lai. Lôi Đại Bưu ngừng thở, cả người run rẩy nói. Oanh! Nghe được Lôi Đại Bưu nói như thế thì Từ Ưng chỉ cảm thấy có một tiếng sấm nổ bên tai của hắn làm cho cả người hắn đơ như cây cơ. Sao vậy? Một bên Từ Vạn Sơn thấy thế, nhíu mày hỏi. Bá! Không trả lời, điện thoại của Từ Ưng rớt xuống. Bịch! Điện thoại rớt xuống đất, vỡ ra. Người có tên, cây có bóng. 20 năm trước, khi nghe được ba chữ Bùi Vũ Phu thì mọi người liền sợ vỡ mật. Hôm nay, Bùi Đông Lai cũng thế. Cả biệt thự liền trở nên yên tĩnh. Vô luận là Từ Vạn Sơn hay là bảo tiêu của hắn đều lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn vào Từ Ưng, tò mò vì sao khi nghe xong cuộc điện thoại thì Từ Ưng lại đơ như cây cơ. Vì cái gì? Bởi vì thân là con trai của Từ Vạn Sơn thì Từ Ưng biết được ba chữ Bùi Đông Lai đại biểu cho cái gì của giới hắc đạo ở Trung Quốc. Tiểu Ưng. Mắt thấy Từ Ưng đứng ngây người đó thì Từ Vạn Sơn quát lên, giọng nói có chút không vui. Không vui là bởi vì hắn cảm thấy biểu hiện của Từ Ưng hoàn toàn không xứng với thân phận của hắn ở Tây Nam. Cha, cha. Tiếng quát của Từ Vạn Sơn làm cho Từ Ưng lấy lại tinh thần, cả người run rẩy. Cha, chúng ta chọc tới đại phiền toái rồi. Ách, nghe được Từ Ưng nói như thế thì Từ Vạn Sơn có chút ngạc nhiên. Phiền toái gì? Cha, ngày hôm qua khi Khúc Phong trở lại đây thì có gây chuyện phải một người. Từ Ưng kinh hồn táng đảm giải thích.
Tối qua thì Từ Vạn Sơn đã nghe vợ của mình nói chuyện này rồi, hiện giờ nghe Từ Ưng giải thích dài dòng thì Từ Vạn Sơn liền cắt ngang. Nói vào điểm chính, người mà Khúc Phong chọc phải chính là Bùi Đông Lai. Từ Ưng nói xong thì trên mặt hiện ra vẻ hối hận, nếu hắn biết được người Khúc Phong chọc là Bùi Đông Lai thì cho hắn 100 lá gan thì hắn cũng không dám phái người đến tính sổ với Bùi Đông Lai. Ai? Cũng giống với Từ Ưng lúc nãy. Lúc này nghe được tên của Bùi Đông Lai thì Từ Vạn Sơn cũng cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải, người nắm giữ hắc đạo của vùng Tam Giác Trường Giang cùng Nam Cảng, Bùi Đông Lai. Từ Ưng ngừng thở, vội vàng đem nguyên những lời nói của Lôi Đại Bưu nói lại cho Từ Vạn Sơn nghe. Bá! Nghe vậy thì hai mắt của Từ Vạn Sơn mở to ra, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó, hắn giống như Từ Ưng, cả người liền ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Lập tức gọi điện cho Lôi Đại Bưu, hỏi hắn là hiện giờ Bùi Đông Lai ở nơi nào. Dù sao thì Từ Vạn Sơn cũng là một người trải qua vô số sinh tử, tâm lý cũng tốt hơn nhiều so với Từ Ưng. Khiếp sợ qua đi thì hắn liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, làm ra an bài. Điện thoại của con đã vỡ rồi. Từ Ưng nói xong thì trong lòng vừa động. Cha, chúng ta đi tìm Bùi Đông Lai sao? Ừ, bởi vì biết danh tiếng của Bùi Đông Lai nên Từ Vạn Sơn cũng không có trách cứ Từ Ưng mà là gật đầu. Tuy rằng Khúc Phong tên phế vật có mắt như mù kia chọc phải Bùi Đông Lai nhưng mà việc này thì Bùi Đông Lai cũng chưa gặp tổn thất gì. Như vậy, nếu như chúng ta hạ thấp mình đi giải thích hắn thì hơn phân nữa hắn sẽ không làm khó chúng ta. Cha, con nghe nói tên kia tâm ngoan thủ lại, ra tay không theo quy tắc. Vừa ra tay nhất định làm cho người ta chí mạng. Con lo lắng hắn sẽ không nhận lấy lời giải thích của chúng ta mà sẽ nhân cơ hội này xuống ta với chúng ta để mở rộng thế lực của hắn. Từ Ưng nói ra lo lắng ở trong lòng. Hắc, Từ Vạn Sơn không cho là đúng, cười lắc lắc đầu. Ngay cả Diệp gia mà tiểu tử đó cũng dám chọc vào, chứng tỏ hắn là một người liều. Bất quá, hắn và cha của hắn không làm cho căn cơ của Diệp gia tổn thất, ngược lại. Bởi vì chuyện tình ở khách sạn Yên Kinh mà cha nghĩ vô luận là hắn hoặc cha của hắn đều sợ Diệp gia trả thù. Cha, ý của ngài là... Từ Ưng khó hiểu. Ta hỏi con, nếu hắn thật sự không đem Diệp gia để vào mắt thì tại sao lúc ở sân bay khi hắn ở sân phát sinh xung đột với thủ hạ của con thì thành thành thật thật đi tới đồn cảnh sát rồi để mưu dịch bảo lãnh hắn ra? Vẻ mặt Từ Vạn Sơn khôn khéo, nói. Hắn làm như vậy chính là muốn không xảy ra xung đột với cảnh sát. Thậm chí hắn không có làm trò bỏ chạy trước mặt cảnh sát là bởi vì hắn lo lắng Diệp gia trả thù, hắn sợ lộ ra nhược điểm để Diệp gia nắm ở trong tay. Hắn không dám trắng trợn phát sinh xung đột với mấy tên cảnh sát kia, chẳng lẽ hắn vì chuyện nhỏ này mà muốn cá chết rách lưới với chúng ta sao? Thì ra là thế. Từ Ưng nghe vậy thì tỉnh ngộ. Vẫn là cha cao minh. Đưa di rộng cho ta. Từ Vạn Sơn mỉm cười. Lộ ra bộ dạng mọi việc đã nằm trong lòng bàn tay. Lúc nãy khi gọi điện cho Từ Ưng nhưng đột nhiên bị Từ Ưng cúp điện thoại thì Lôi Đại Bưu đã gọi lại vài cuộc nhưng kết quả là không gọi được. Lúc này đây, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên thì Lôi Đại Bưu liền nghe máy. Từ gia, Đại Bưu, hiện tại Bùi Đông Lai đang ở nơi nào? Từ Vạn Sơn hỏi thẳng. Ở biệt thự của Hạ gia. Lôi Đại Bưu đáp. Cái gì? Nghe được câu trả lời của Lôi Đại Bưu thì một lần nữa Từ Vạn Sơn lại cả kinh. Thân là thành viên quan trọng bên cạnh Từ Vạn Sơn thì Lôi Đại Bưu biết được Từ Vạn Sơn đã nhắm đến miếng bánh ngọt tập đoàn Hạ Thị. Lúc này, hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ đến sau khi nghe được câu trả lời của mình thì Từ Vạn Sơn sẽ kinh hãi đến thế nào. Vì thế, hắn liền lựa chọn trầm mặc, cố gắng để Từ Vạn Sơn lấy lại tinh thần, chủ động mở miệng. Giống như xác định suy đoán của Lôi Đại Bưu là đúng, lúc này trong lòng của Từ Vạn Sơn nhấc lên sóng to gió lớn nhưng bằng vào tố chất tâm lý hơn người thì hắn cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, hỏi. Đại Bưu, tin tức này có thể tin được không? Bẩm Từ gia, tuyệt đối là đáng tin. Lôi Đại Bưu trầm giọng nói. Người của tôi tận mắt thấy hắn và bạn của hắn ở biệt thự Hạ gia, ngoài ra bên ngoài biệt thự Hạ gia còn có binh lính canh gác, bảo vệ vô cùng xâm nghiêm. T. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Lôi Đại Bưu thì Từ Vạn Sơn tức giận đến cả người run lên cám treo mà heo nhịn thèm. Tuy rằng hắn không biết Hạ Gia và Bùi Đông Lai có quan hệ gì nhưng mà hắn hiểu được nếu Bùi Đông Lai xuất hiện ở Hạ Gia thì như vậy chính là muốn nói cho mọi người biết,
hắn muốn thông qua con đường này để đem Hạ Gia vào trong tay mình. Cha, thế nào rồi? Tự ưng thấy Tử Vạn Sơn tức giận thì hỏi. Tập đoàn Hạ Thị, miếng thịt béo này chúng ta ăn không được. Vẻ mặt Tử Vạn Sơn tiếc nuối, nói. Vì sao? Tự ưng trừng to mắt, sau đó bừng tỉnh. Có quan hệ với Bùi Đông Lai sao? Ừ. Tự ưng gật gật đầu không nói gì thêm mà là đang nghĩ làm sao để đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cùng lúc đó, biệt thự Hạ Gia, Bùi Đông Lai và Hạ Y Na đang cùng ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào phòng ăn, chiếu rọi lên khuôn mặt của Hạ Y Na. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tuy rằng nhìn qua thì Hạ Y Na có vẻ không còn tiêu tụy nữa nhưng mà trong mắt nàng vẫn còn nhiều tơ máu, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm không được. Mắt thấy Hạ Y Na không đụng vào bữa ăn sáng thì Bùi Đông Lai khẽ thở dài. Người chết rồi thì không thể sống lại, cậu phải học cách chấp nhận tất cả chuyện này. Tớ ăn không vô. Hạ Y Na khẽ cắn môi một cái, nhẹ giọng nói. Nói xong, Hạ Y Na có nến xúc động rơi lệ, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Y Na, tuy rằng biên cảnh truyền về tin cha cậu đã chết nhưng mà tục ngữ có câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bùi Đông Lai nói xong thì vươn tay ra nhẹ vuốt mái tóc của Hạ Y Na, để cho Hạ Y Na nhìn về mình, rồi tiếp tục nói. Có lẽ, cha của cậu vẫn chưa có chết. Chưa chết. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì trong lòng Hạ Y Na chấn động, mơ hồ có chút kích động. Nhưng mà, rất nhanh, nàng lại mất tinh thần. Không thể nào, nếu như cha của tớ không chết thì cho dù người không về tham dự được lễ tang của ông ngoại thì cũng sẽ liên lạc với tớ và mẹ tớ. Lời nói của Hạ Y Na khiến cho Bùi Đông Lai không khỏi thở dài ở trong lòng. Hiển nhiên là hắn cũng đồng ý cách nói này của Hạ Y Na. Vì muốn để Hạ Y Na có thể ăn được chút gì nên Bùi Đông Lai thoải mái, nói. Có lẽ cậu không biết, vùng biên cảnh ấy toàn là núi rừng. Một khi đã vào ấy thì đừng là vài ngày, cho dù là 10 ngày hay nửa tháng cũng rất khó ra được. Nếu cha của cậu bị phục kích ở đó thì chắc là đang lạc ở nơi nào đó trong rừng. Nếu là như vậy thì cha của tớ có thể vẫn còn sống. Hạ Y Na chớp chớp mắt, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là có thể, đó là núi rừng chứ không phải là sa mạc, trong đó có động vật và nguồn nước mà. Tuy rằng nàng biết khả năng giống như lời nói của Bùi Đông Lai là rất thấp nhưng mà trong lòng nàng vẫn xuất hiện một tia chờ mong Hạ có thể bình an trở về. Ăn đi. Ăn cho nó mới có sức để đợi cha của cậu trở về. Thấy được vẻ biến hóa của Hạ Y Na thì Bùi Đông Lai lại cười cười. Cảm ơn cậu. Hạ Y Na gật đầu rồi cúi xuống ăn một ngụm cháo, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói cảm ơn với Bùi Đông Lai. Đông Lai. Đột nhiên, lúc này Hạ Bình cầm điện thoại di động đi vào phòng ăn, cau mày nói. Tử Vạn Sơn gọi điện cho cậu. Ách. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, minh bạch được cái gì. Nhưng mà không có nghe điện thoại mà là cười với Hạ Y Na rồi nói. Tớ đi nghe điện thoại rồi sẽ trở lại. Ừ. Hạ Y Na nhu thuận mà gật đầu. Alo. Mười mấy giây sau, Bùi Đông Lai cầm di động đi ra khỏi phòng ăn. Bùi tiên sinh, tôi là Từ Vạn Sơn chủ tịch tập đoàn Vạn Sơn. Đầu bên kia điện thoại, Từ Vạn Sơn cố gắng ngăn chặn cơn lo lắng ở trong lòng, lộ ra bộ dạng ăn nói khép nép. Thực xin lỗi Bùi tiên sinh. Tôi xin thay mặt cho hành động ngu xuẩn của con và cháu của mình hướng ngài để xin lỗi. Ngoài ra, tôi sẽ dẫn hắn đến nhà, hướng ngài để chịu đòn nhận tội. Nếu xin lỗi có ích thì đặt ra pháp luật làm gì? Trong đầu hiện ra vẻ mặt tiêu tụy của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cự tuyệt, vung đồ đao lên. Nếu xin lỗi có ích thì còn luật pháp để làm gì? Bên tai nghe được lời nói lạnh nhưng băng của Bùi Đông Lai thì cả người Từ Vạn Sơn căng thẳng lại. Cự tuyệt. Bùi Đông Lai cự tuyệt. Ý nghĩ này không ngừng xuất hiện trong lòng của Từ Vạn Sơn. Hiểu được điểm này thì vẻ mặt Từ Vạn Sơn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ nếu Bùi Đông Lai đã cự tuyệt hắn thì hai người sẽ trở thành địch nhân với nhau. Bùi tiên sinh, tên cháu họ kia của tôi kiêu căng quen rồi, có mắt như mù, thật sự là có lỗi. Trầm ngâm một lát, Từ Vạn Sơn mở miệng lần nữa. Còn về chuyện tập đoàn Hạ Thị thì ngài cũng biết sau khi Hạ Hà chết thì tập đoàn Hạ Thị như quần long vô thủ,
người nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo này không chỉ có riêng một mình tôi. Đương nhiên, là tôi cũng không biết ngài có quan hệ với Hạ gia, nếu biết thì tôi cũng không dám đụng vào. Nếu tôi chỉ là một người bình thường thì ông có nói những lời này với tôi sao? Bùi Đông Lai giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi ngược lại. Ách, đáp án không cần nói cũng biết, Từ Vạn Sơn á khẩu không trả lời được. Bùi Đông Lai, cậu thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Từ Vạn Sơn lại mở miệng, giọng nói không hề khép nép nữa là lộ ra bộ mặt âm tàn, bá đạo của Từ gia tại Tây Nam. Cá chết lưới rách. Bởi vì Từ Quý Hồng có được tư liệu của Cao Thế Toàn và Từ Vạn Sơn, lúc này nghe được Từ Vạn Sơn nói như vậy thì Bùi Đông Lai khinh thường nói. Từ Vạn Sơn ông có tư cách này sao? Bùi Đông Lai, cậu! Từ Vạn Sơn tức giận đến cả người run lên. Bởi vì được xưng là trùm thuốc phiện của Trung Quốc, Từ Vạn Sơn chẳng những có thanh danh vang dội ở thế giới ngầm trong nước mà cả Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á thì hắn cũng là một người nổi tiếng. Thân phận như vậy, đủ để hắn đi tới chỗ nào thì cũng được các vị lão đại chiêu đãi nồng nhiệt. Nhưng mà, dù là như thế nhưng đối với lời nói cuồng ngạo của Bùi Đông Lai thì Từ Vạn Sơn không có phản bác được. Mặc dù hắn khó chịu, không phục, không cam lòng nhưng mà lý trí nói cho hắn bia ở trong nước thì hắn không có tư cách để cùng cá chết lưới rách với Bùi Đông Lai. Nếu không thì hắn cũng không phải là Từ gia ở Tây Nam mà là Từ gia của cả Trung Quốc. Bùi Đông Lai, cậu chớ quên cậu vừa mới đắc tội với Diệp gia, người của Diệp gia đã cố gắng tìm lấy nhược điểm của cậu, nếu một khi cậu cá chết rách lưới với ta thì sẽ bị người của Diệp gia nắm lấy nhược điểm. Đến lúc đó thì cậu cũng sẽ sống không được dễ chịu. Từ Vạn Sơn lấy Diệp gia hù Bùi Đông Lai. Ha ha! Nghe Từ Vạn Sơn nói như thế thì Bùi Đông Lai cười to lên. Từ Vạn Sơn, chuyện của ta không cần ông quan tâm, mặt khác ta quên nói cho ông biết, ta không thích bị người khác uy hiếp. Nói xong, Bùi Đông Lai không hề nói nhảm với Từ Vạn Sơn nữa mà liền cúp điện thoại. Đô, đô, nghe tiếng đô, đô, nhớ lại lời nói của Bùi Đông Lai thì Từ Vạn Sơn nhíu mày. Cha, hắn nói sao? Mắt thấy vẻ mặt Từ Vạn Sơn ngưng trọng để điện thoại xuống thì tuy rằng Từ Ưng đã đoán được kết quả nhưng mà hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Bởi vì hắn biết thái độ của Bùi Đông Lai sẽ quyết định tương lai của Từ gia. Từ gia. Không đợi Từ Vạn Sơn mở miệng, một tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn từ ở đằng sau đi lên, cau mày nói. Anh em phía dưới nói là có mấy chiếc xe quân đội đang đến nơi này, hiện nay đã đến tới trước cửa của biệt thự. Xe quân đội. Nghe được những từ này thì đôi mắt Từ Vạn Sơn mở to ra, trong lòng hiện ra một trực giác không tốt, chẳng lẽ Bùi Đông Lai điều động quân đội đến đối phó với mình sao? Ý niệm đó xuất hiện trong lòng nhưng mà Từ Vạn Sơn không biết đáp án. Một mặt, thân là Từ gia của Tây Nam thì chẳng những lực ảnh hưởng trong hắc đạo của hắn kinh người hơn nữa mạng lưới quan hệ trong bạch đạo của hắn cũng không tầm thường, nếu không phải như vậy thì hắn cũng không thể sống được đến bây giờ. Như vậy, nếu như Bùi Đông Lai thật sự điều động quân đội đến đối phó với hắn thì hắn không tin những ô dù trong bạch đạo sẽ không thông báo cho hắn biết. Nhưng mà, mặt khác, Bùi Đông Lai có thể khiến cho những vị đại nhân vật có quyền lực trên đỉnh kim tự tháp ra mặt giúp hắn. Ai có thể cam đoan những ô dù trong bạch đạo của hắn vì sợ Bùi Đông Lai mà không dám thông báo cho hắn đây? Tiểu Huy, hơi trầm tư một lát, Từ Vạn Sơn lập tức làm ra quyết định, hắn hướng về một nam nhân trung niên cách không xa hô lên. Nam nhân trung niên tên là Ngô Dũng Huy, mặt ngoài tuy rằng hắn là trợ lý chủ tịch của tập đoàn Từ Sơn nhưng mà thân phận của hắn là quân sư, là người bày mưu tính kế cho Từ Vạn Sơn. Từ gia có gì cần phân phó? Ngô Dũng Huy liền bước lên, cúi đầu hỏi. Người ở bên dưới nói có quân đội đang đến đây. Từ Vạn Sơn trầm giọng nói. Ta mang Tiểu Ưng tránh mặt một lát, cậu ở lại đâu, xem bọn hắn muốn làm gì. Vâng, Từ gia. Ngô Dũng Huy liền đáp ứng, hắn biết sở dĩ Từ Vạn Sơn kêu hắn lưu lại là bởi vì coi trọng trí tuệ và năng lực ứng biến của hắn. 10 phút sau, một chiếc xe Jeep và 4 chiếc xe quân dụng dừng lại trước biệt thự của Từ Vạn Sơn. Từng tên trinh sát mang theo đầy đủ võ trang, nhanh chóng nhảy xuống xe, xếp thành một đội ngũ. Mấy thấy trăm tên trinh sát xếp thành một đội ngũ thì đội trưởng đội biên phòng Tây Nam cùng với một vị đại tá từ trong chiếc xe Jeep kia nhảy xuống. Người ở bên trong nghe rõ, mọi người đã bị bao vây, lập tức mở cửa để chúng tôi kiểm tra. Mắt thấy hai vị chỉ huy xuống xe thì một tên trinh sát cầm loa lên, giống lớn nói. Két!
Rất nhanh, cửa biệt thự đã được mở, Ngô Dũng Huy mang theo vài tên thủ hạ đi ra biệt thự. Thấy mấy tên trinh sát được trang bị đầy đủ võ trang thì Ngô Dũng Huy và mấy tên thủ hạ của hắn đều hết hồn. Nơi này là nơi ở của chủ tịch tập đoàn Vạn Sơn, xin hỏi các ngài muốn kiểm tra cái gì? Sau đó, Ngô Dũng Huy có nén nỗi sợ hãi và bất an ở trong lòng rồi bước lên hỏi. Kêu từ Vạn Sơn ra đây. Lệnh Vĩ, đội trưởng đội biên phòng Tây Nam liền tiến lên, lạnh giọng quát. Chào các vị cảnh quan, Từ Đồng có chút việc nên đã xuất ngoại, hiện không có ở trong nhà. Ngô Dũng Huy bình tĩnh trả lời. Xuất ngoại rồi sao? Lệnh Vĩ nhìn chằm chằm vào Ngô Dũng Huy rồi vung tay lên. Bắt lại, vào lục soát cho tôi. Vù, vù, vù. Lời của Lệnh Vĩ vừa thốt ra thì vài tên trinh sát liền xông lên, trong đó một tên trinh sát liền chĩa súng vào đám người Ngô Dũng Huy. Ý bảo đám người Ngô Dũng Huy không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cha bọn hắn là hướng về phía chúng ta. Cùng lúc đó, thông qua máy nghe trộm được đặt trên người của Ngô Dũng Huy thì Từ Ưng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai bên, hắn liền biến sắc. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. So với Từ Ưng mà nói thì Từ Vạn Sơn là một người bình tĩnh hơn. Những tên trinh sát lần lượt đi vào biệt thự. Báo cáo thủ trưởng, trong biệt thự không có một bóng người, bất quá trong này đã phát hiện ra một số lượng thuốc phiện khổng lồ. Rất nhanh, một tên trinh sát liền chạy ra, đi đến trước mặt Lệnh Vĩ và tên đại tá kia, hắn cúi chào rồi báo cáo. Phát hiện số lượng thuốc phiện khổng lồ. Nghe được tên trinh sát nói những chữ này thì Ngô Dũng Huy cùng với đám thủ hạ dưới tay liền trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ nó, chúng ta bị hãm hại. Từ Vạn Sơn cũng bị những lời của tên trinh sát kia làm cho cả kinh không nhẹ, nhưng mà rất nhanh hắn ý thức được bản thân mình bị hãm hại, những thứ độc phẩm kia căn bản là không phải của hắn. Cha, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nghe được Từ Vạn Sơn nói vậy thì Từ Ưng sợ tới mức cả người run lên, hắn không nhịn được mà hỏi Từ Vạn Sơn. Bá! Từ Ưng vừa thốt lên xong thì những thủ hạ dưới tay của Từ Vạn Sơn đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Vạn Sơn, chờ đợi Từ Vạn Sơn làm ra quyết định. Chờ một chút! Từ Vạn Sơn cũng hiểu được, chính đoàn người bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh bất quá hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, không có mù quáng làm ra quyết định. Nghe được lời của Từ Vạn Sơn thì mọi người lại vẽn tai lên nghe tiếp cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Từ Vạn Sơn đâu? Trước cửa biệt thư! Tên trinh sát kia liền nghiêm mặt, hướng về Ngô Dũng Huy quát lên một tiếng. Không biết, sáng nay Từ gia đã đi ra ngoài. Đối mặt với tên đại tá kia thì trong lòng của Ngô Dũng Huy cũng vô cùng khẩn trương, bất quá hắn cũng không đem vẻ khẩn trương hiện ra trên mặt. Đậu xanh rau má. Tên đại tá kia liền mắng. Thái lữ trưởng, người của chúng ta từ phía trên nhìn chằm chằm vào nơi này cũng không thấy Từ Vạn Sơn rời đi. Lúc này đây Lệnh Vĩ. Người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền chỉ vào biệt thự. Từ Vạn Sơn hắn là trốn ở chân núi. Thái lữ trưởng, còn phải làm phiền người của ngài lên núi bắt nữa. Lệnh Vĩ thu hồi ánh mắt, hướng về thái lữ trưởng cúi chào. Đối thủ của chúng ta là trùm buôn lậu thuốc phiện Từ Vạn Sơn, kẻ này đa mưu túc trí hơn nữa người dưới tay hắn toàn là một đám tàn nhẫn, để cho người của ngài cẩn thận một chút. Đây là chức trách của chúng tôi. Thái lữ trưởng hoàn lễ rồi xoay người lại, hướng về đám trinh sát binh kia, nói. Toàn thể đội ngũ, dựa theo mệnh lệnh của đội trưởng, lên núi vây bắt, nếu có người nào phản kháng thì bắn. Vâng, thủ trưởng. Hơn trăm tên trinh sát liền trả lời. Nói xong, bọn hắn giống như là một cơn lũ, nhằm về phía đỉnh núi bên ngoài mà chạy đến, thanh thế vô cùng khủng bố. Lấy pháp trị bạo, Bùi Đông Lai vung kiếm. Bên tai vang lên tiếng gầm động trời của hơn trăm tên trinh sát, nhìn thấy trăm tên trinh sát giống như là mãnh hổ xuống núi, hướng về phía đỉnh núi chạy tới thì không riêng gì Từ Ưng mà ngay cả những thành viên chủ chốt bên cạnh Từ Vạn Sơn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. So ra mà nói thì Từ Vạn Sơn lại càng chấn định hơn, mặc dù hắn biết sẽ bị Bùi Đông Lai dồn vào tuyệt cảnh nhưng mà hắn không tỏ ra thất kinh nữa mà là hơi trầm ngâm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lôi Đại Bưu, cố gắng để Lôi Đại Bưu phái người đến tiếp ứng. Từ Vạn Sơn, ông còn muốn trông cậy vào đám thủ hạ này nữa sao? Tôi cho ông biết, hôm nay cho dù ông có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Điện thoại được chuyển, một giọng nói uy nghiêm liền truyền ra từ trong điện thoại khiến cho Từ Vạn Sơn cả kinh, hắn biết Lôi Đại Bưu đã bị bắt rồi. Hiểu được điểm này thì Từ Vạn Sơn không có nói lời vô ích mà là cúp điện thoại, quyết đoán ra lệnh.
nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phía sau núi hẳn là còn có mai phục. Bất quá nếu so với phía trước thì phía sau lại càng dễ đi hơn, hiện tại chúng ta chỉ còn một cách là đột phá vòng vây phía sau rồi lao xuống núi. Các anh em, đám trinh sát kia đối với chúng ta cũng chỉ là lũ chicken mà thôi, căn bản không đáng để nhắc tới. Có lẽ là do Từ Vạn Sơn cảm thấy khí thế không nên bổ sung thêm. Chỉ cần chúng ta lao ra được bên ngoài thì lũ cảnh sát khốn nạn kia không có khả năng bắt được chúng ta. Không phải là một đám cảnh sát chicken thôi sao? Chúng ta sợ cái con chim. Đúng, ma nó, CMN. Lời Từ Vạn Sơn vừa thốt ra xong thì cảm xúc của mọi người dâng trào, nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất mà thay vào đó chính là chiến ý. Sở dĩ là như vậy là bởi vì bọn hắn nghe được ý tứ trong lời nói của Từ Vạn Sơn. Chỉ cần đột phá vòng vây thì bọn hắn có thể bắt người làm con tin, khiến cho đám cảnh sát sợ ném chuột sợ vỡ mình, kể từ đó thì bọn hắn có thể chạy ra biên cảnh. Chỉ cần chạy ra được biên cảnh thì cảnh sát không có khả năng tiếp tục truy kích bọn hắn. Đi! Mắt thấy chiến ý của mọi người đã sôi trào thì Từ Vạn Sơn vung tay lên, ra lệnh. Ba 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 ba. Trong lúc nhất thời, lấy Từ Vạn Sơn dẫn đầu mọi người lần lượt hướng về phía sau núi mà chạy vào. Trong đó đi ở phía trước mở đường là vài tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn, còn Từ Vạn Sơn và Từ Ưng thì được vài tên bảo tiêu bảo vệ đi ở phía sau. Hà đội trưởng, bọn hắn bắt đầu xuống núi. Một gã đặc công tiến hành ẩn núp tại một bụi cây trên đỉnh, thông qua ống nhòm quân sự thì thấy đoàn người Từ Vạn Sơn xuống núi, hắn liền hướng về đội trưởng đặc công cùng Hà Vũ Bân để báo lại. Mục tiêu đã xuống núi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ mệnh lệnh của tôi. Nghe được thủ hạ báo lại thì Hà Vũ Bân liền thông qua bộ đàm hạ mệnh lệnh. Khi có lệnh thì tất cả mọi người đều tiến lên, khiến cho mục tiêu không kịp trở tay. Nhớ kỹ, không được vạn bất đắc dĩ thì phải lưu lại cha con Từ Vạn Sơn và Từ Ưng. Đội 1 nhận được, đội 2 nhận được, đội 3 nhận được, đội 4 nhận được, tổ đánh úp nhận được. Hạ Vũ Bân vừa mới hạ lệnh thì toàn bộ đội trưởng của các đội liền trả lời. Từ ra, dưới chân núi không thấy ai cả. 10 phút sau, tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn cẩn thận quan sát chân núi, thấy không có mai phục thì liền báo lại cho Từ Vạn Sơn. Hai người các cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống núi. Từ Vạn Sơn nghe thế thì liền ra lệnh. Vâng, Từ ra. Hai gã bảo tiêu mặc dù biết được bản thân mình là pháo hôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà thân là bảo tiêu thì bọn hắn liền không từ chối, dựa theo lời của Từ Vạn Sơn mà lao nhanh xuống núi. Hà đội trưởng, hai tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn đã lao xuống núi, xin ra lệnh. Rất nhanh, tay súng bắn tỉa phát hiện được hai gã bảo tiêu của Từ Vạn Sơn thì liền báo. Mọi người không cần nổ súng, ẩn núp kỹ vào, chờ khi nào cá lớn mắc câu thì mới động thủ. Hạ Vũ Bân bình tĩnh hạ lệnh. Nghe được lệnh của Hạ Vũ Bân thì trừ tay súng bắn tỉa ra thì mấy tên đặc công khác liền thu súng lại, vùi người vào bụi cỏ, đồng thời thông qua khe hở giữa bụi cỏ mà quan sát hướng đi của hai tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn. Hai tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn nhanh chóng đi xuống chân núi, mà đám người Từ Vạn Sơn lại cẩn thận ẩn núp ở một bụi cây. Từ ra, không thấy cảnh sát, an toàn. Hai gã bảo tiêu của Từ Vạn Sơn lập tức báo cáo. Xuống núi, động tác nhanh lên một chút. Nghe hai tên bảo tiêu báo lại thì Từ Vạn Sơn không hề chần chờ mà liền ra lệnh. Lại nghe Từ Vạn Sơn hạ lệnh, những tên bảo tiêu liền rể Từ Vạn Sơn và Từ Ưng ở giữa, bảo vệ hai người xuống núi, mà những thành viên chủ chốt của Từ Vạn Sơn lại không hề đi ở phía sau, một đám liền vọt lên phía trước, dẫn đầu chạy xuống. Mọi người chú ý, mục tiêu sắp tới gần. Thông qua ống nhòm thì Hà Vũ Bân thấy đám người Từ Vạn Sơn xuống núi, hắn liền nhắc nhở một tiếng rồi ra lệnh. Tay súng bắn tỉa xử lý hai mục tiêu ở dưới chân núi, sau đó phụ trách giải quyết hỏa điểm của đối phương. Đội 1, đội 3 từ sau bọc lưng đánh vào, đội 2, đội 4 đánh thẳng vào chính diện. Hành động! Pằng! Pằng! Vù! 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 Hạ Vũ Bân vừa mới hạ lệnh xong thì hai tay súng bắn tỉa liền bắn vào hai tên bảo tiêu ở dưới núi, cùng lúc đó đội 2 cùng đội 4 liền bóp cò. Phốc! Phốc! Trong khoảng khắc, đạn bay tứ tung, từng viên đạn chính xác bắn trúng vào đầu của thủ hạ Từ Vạn Sơn, cướp lấy tính mạng của bọn hắn. Cẩn thận, có cảnh sát! Pằng, pằng, pằng! Cùng lúc đó, đám bảo tiêu của Từ Vạn Sơn liền bình tĩnh, bọn hắn liền nằm xuống rồi bắn trả lại. Lão bản,
chúng ta bị Tiền Hậu giáp kích, tình huống vô cùng nguy hiểm. Bảo tiêu của Từ Vạn Sơn ngoại hiệu là Hạt Tử đem Từ Vạn Sơn giấu vào trong bụi cỏ, giọng nói ngưng trong. Vì đảm bảo an toàn cho tính mạng của ngài thì tôi liền mang ngài lao ra khỏi nơi này. Còn ta đâu? Trên mặt Từ Vạn Sơn rốt cuộc cũng hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì hắn biết tình huống lúc này so với trước đây thì nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Lão bản, tôi chỉ có thể bảo vệ được an toàn của một mình ngài. Mặt Hạt Tử không thay đổi, nói. Ngài có thể để người khác bảo vệ an toàn của con trai ngài. Cha, đừng bỏ con lại. Tự Ưng nghe thế thì hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng, nói. Lão bản, nếu ngài khăng khăng muốn mang theo con trai của ngài thì tôi chỉ có thể nắm chắc được hai thành, còn nếu như mang một mình ngài thì tôi nắm chắc tám thành. Hạt Tử lạnh giọng, nói. Ngài chỉ có 5S để quyết định. Tiểu Ưng, con ở lại đây. Lại nghe Hạt Tử nói như thế thì Từ Vạn Sơn biến sắc. Cuối cùng hắn cắn răng làm ra quyết định. Ách! Hai chân Từ Ưng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Quang lựu đạn ểm hộ cho chúng ta. Mắt thấy Từ Vạn Sơn làm ra quyết định thì Hạt Tử không hề chờ đợi mà làm liền hạ lệnh với mấy tên thủ hạ xung quanh, sau đó liền ôm Từ Vạn Sơn. Vù, vù, vù. Nghe Hạ Tử nói thế thì mấy tên bên cạnh liền ném lưu đạn trong tay của mình ra. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa hiện ra, làm cho vài tên đặc công chết thảm. Păng, păng, păng. Cùng lúc đó, mấy tên bảo tiêu còn sống liền bóp cò. Tay súng bẩn tỉa, xử lý mấy tên, vương bát đản kia đi. Hà Vũ Bân thấy người của mình chết thì khẽ quát một tiếng. Păng, phốc, păng. Hai tay sủng bắn tỉa nghe vậy thì không nói hai lời, lập tức nhắm bắn, trực tiếp bắn vỡ đầu của hai tên bảo tiêu. Tay súng bắn tỉa áp chế được những tên hộ vệ kia nhưng mà lại để Hạt Tử có được cơ hội. Hạt Tử nhân cơ hội tay súng bắn tỉa xử lý hai tên bảo tiêu kia thì liền mang theo Từ Vạn Sơn, giống như là một con báo, lợi dụng cây cối để ẩn nấp rồi xông ra. Cha! Mắt thấy Hạt Tử mang theo Từ Vạn Sơn rời đi thì Từ Ưng liền kêu to lên. Không để ý đến, Hạt Tử bằng thân thủ linh hoạt của mình, bằng tốc độ khủng khiếp của mình, rất nhanh đã đem theo Từ Vạn Sơn biến mất trong tầm mắt của đám người Từ Ưng. Cùng lúc đó, bởi vì có sự uy hiếp của tay súng bắn tỉa mà đám người bảo tiêu của Từ Vạn Sơn không dám ngẩng đầu lên bắn, bọn hắn giống như một đám cừu, chờ đợi bầy sói đến ăn thịt. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Mấy phút sau, dưới sự uy hiếp của tay súng bắn tỉa, đội đặc công đã tiến vào. Trực tiếp bao quanh đám người Từ Ưng còn sót lại. Thấy đặc công xông vào thì Từ Ưng liền sợ tới mức ngã xuống đất, mà vài tên bảo tiêu còn sống thì biết điều, liền bỏ súng xuống, giơ tay lên rồi ngồi xuống. Hà đội trưởng, Từ Vạn Sơn cùng bảo tiêu của hắn là Hà Tử đã chạy trốn rồi. Rất nhanh, một gã tiểu đội trưởng phát hiện trong đám người này không có Từ Vạn Sơn thì liền báo lại cho Hà Vũ Bân. Tay súng bắn tỉa chú ý vào hai biệt thự kia để đề phòng mục tiêu xông vào đó bắt người làm con tin. Một tiểu đội đem mục tiêu mang đi, những người khác dùng tốc độ nhanh nhất đi đến hai căn biệt thự bên kia, nhất định phải đến đó trước mục tiêu. Hà Vũ Bân nghe thế thì liền nhìn thoáng qua hai căn biệt thự bên kia, rồi hạ lệnh. Bằng! Đột nhiên, một tiếng súng liền vang lên. A, không, không nên. Tiếng súng vang lên. Một nữ nhân mặc đồ ngủ xuất hiện trên ban công của một ngôi biệt thự, bởi vì sợ hãi quá mà ngã xuống đất, hét lên. Các người nghe đây, hiện tại trong tay chúng ta có 3 con tin. Lúc này Hạt Tử liền hét to lên. Nếu không muốn bọn hắn chết thì đều đến đây một chiếc trực thăng, ta cho các người 30 phút, nếu quá 10 phút thì tao sẽ giết một người. Bằng. A. Dường như là xác định hắn sẽ giết người thì sau khi nói xong điều kiện thì Hạt Tử liền nổ súng bắn vào người phụ nữ kia. Phốc! Viên đạn liền bắn vào bắp chân của người phụ nữ kia, máu tươi phun ra, người phụ nữ kia sợ hãi kêu lên rồi sụi lơ xuống đất. Lộp bộp! Thông qua ống nhòm nhìn được một cảnh như thế thì trong lòng Hà Vũ Bân liền trầm xuống, sau đó lập tức thông báo thủ hạ dưới tay ngừng hành động. Sau khi làm xong tất cả chuyện này thì Hà Vũ Bân liền gọi điện đến cho lệnh vĩ, đội trưởng đội biên phòng Tây Nam. Bởi vì sự việc khó giải quyết nên lệnh vĩ cũng không dám tự làm chủ, mà đem chuyện này báo lại cho Cao Thế Toàn. Cao cục trưởng, bất kể như thế nào thì chúng ta cũng không được đáp ứng yêu cầu của Từ Vạn Sơn, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của bọn hắn thì bọn hắn sẽ dùng máy bay xuất cảnh,
đến lúc đó thì chúng ta chẳng những không bắt được bọn hắn, hơn nữa trực thăng của chúng ta còn tự tiện xông vào vùng trời của các nước láng giềng. Điều này có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể làm bùng nổ chiến tranh, đến lúc ấy thì lấy lực lượng quân sự của chúng ta thì tuổi gì đánh lại với Việt Nam. Sau khi báo cáo xong mọi chuyện thì lệnh Vĩ nhắc nhở thêm. Tôi biết. Sắc mặt Cao Thế Toàn ngưng trọng, nói. Nhưng mà chúng ta phải nhất định bảo đảm tính mạng của con tin. Bảo tiêu của Từ Vạn Sơn là Hạt Tử, người này từng là lính đánh thuê cùng sát thủ, hắn là một người tâm ngoan thủ lạt. Vì để bảo đảm an toàn của con tin nên tôi đề nghị chúng ta lập tức liên hệ với quân khu, để điều trực thăng đến đây, tạm thời để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Lệnh Vĩ đề nghị thêm. Đồng thời, để quân khu xuất động bộ đội đặc chủng đối phó với Từ Vạn Sơn và Hạt Tử. Không nên điều động bộ đội đặc chủng, chúng ta có người có thể cứu được con tin. Bên tai vang lên mấy chữ bộ đội đặc chủng thì trong lòng Cao Thế Toàn vừa động, trong đầu hiện ra một bóng dáng. Người nào? Vẻ mặt Lệnh Vĩ ngạc nhiên, ở hắn xem ra nếu muốn xử lý Hạt Tử, cứu được con tin thì cho dù có xuất động bộ đội đặc chủng cũng không thể nào nắm chắc được, mà hiện giờ Cao Thế Toàn lại mở miệng nói cho hắn biết, chỉ cần một người là đủ. Bùi Đông Lai. Giọng nói Cao Thế Toàn phức tạp. Hắn đang ở Tây Nam. Bùi Đông Lai. Nghe được cái tên này thì Lệnh Vĩ không khỏi động dung. Ô, ô. Trong căn phòng ngủ của tòa biệt thự. Hai nữ nhân có tướng mạo giống nhau cuộn tròn ở góc tường, ôm lại một chỗ, sợ tới mức cả người run lên, khóc không thành tiếng. Van xin mọi người đừng nên giết chúng tôi, chỉ cần không giết chúng tôi thì các người muốn gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Hai người này là đôi chị em song sinh, lúc này người chị gắt gao ôm lấy người em của mình, che vết thương trên đùi của người em lại rồi hướng về Hạt Tử cầu xin. Không có phản ứng. Từ Vạn Sơn thì tỏ ra khó coi ngồi hút thuốc mà Hạt Tử thì cảnh giác nhìn bốn phía của biệt thự, nếu có ai đến gần thì hắn sẽ lập tức nổ súng. Từ ra, chỉ cần ngài không giết tôi thì tôi liền đem toàn bộ tài sản để lại cho ngài. Lại một giọng nói vang lên, chủ nhân của giọng nói này là một nam nhân trung niên có dáng người mập mạp. Hắn chính là một thương gia có tiếng ở Tây Nam, ngày hôm qua hắn mới tìm được một cặp chị em song sinh, điên cuồng cả đêm. Lại thật không ngờ vừa mở mắt ra thì bản thân đã là con tin trong tay Từ Vạn Sơn. Hạt Tử, cậu xác định cảnh sát sẽ điều trực thăng đến đây sao? Không để ý đến tên nam nhân trung niên kia, Từ Vạn Sơn bóp tắt tàn thuốc, hướng về Hạt Tử hỏi. Cảnh sát Trung Quốc luôn để ý đến sống chết của con tin, huống chi người có thể ở trong ngôi biệt thự này hơn nữa lại biết ngài, thân phận của hắn tất nhiên là sẽ không đơn giản. Vẻ mặt Hạt Tử lãnh mạc. Có hắn làm con tin, so với 10 người thì còn hữu hiệu hơn, cảnh sát không có khả năng coi thường sống chết của hắn. Nghe được Hạt Tử nói như thế thì Từ Vạn Sơn âm thầm thở ra, lại hỏi. Ta lo lắng đám người kia muốn cố ý kéo dài thời gian để nghĩ cách cứu viện. Xin lão bản yên tâm, bọn hắn không có khả năng lén lút tiến vào đây được. Giọng nói Hạt Tử vô cùng tự tin. Tự tin là vì thực lực của hắn. Vậy là tốt rồi. Thấy vẻ mặt tự tin của Hạt Tử thì thần kinh của Từ Vạn Sơn khẽ thả lỏng một tí, sau đó nói. Hạt Tử, kêu bọn cảnh sát mang con ta đến đây, ta muốn mang nó cùng đi. Vâng, lão bản. Mặt Hạt Tử không chút thay đổi trả lời, sau đó đi đến trước cửa sổ, trầm giọng quát. Đám cảnh sát cùi bắp kia, chúng mày đã hai lần cố gắng muốn lén vào biệt thự, tục ngữ có câu quá tam ba bận nên còn có lần thứ ba thì tao cam đoan chúng mày sẽ thấy một cỗ thi thể. Hà đội trưởng, vì muốn bảo đảm an toàn của con tin nên để cho người của ông lui lại phía sau đi. Cách biệt thự khoảng 100 mét, Lệnh Vĩ nghe được Hạt Tử nói như vậy thì sắc mặt ngưng trọng, nói. Chờ Bùi Đông Lai đến đây, để cho hắn ra tay. Lệnh đội trưởng, tuy rằng tôi đã nghe được sự tích của hắn nhưng mà dù sao trong tay đám người kia cũng có con tin. Ngài có thể xác định hắn thật sự có khả năng đảm bảo an toàn của con tin, đánh gục Hạt Tử cùng Từ Vạn Sơn sao? Trong lòng Hà Vũ Bân có chút không yên tâm. Từ Vạn Sơn và Hạt Tử từ trong vòng vây của đám người đặc công đào thoát, đây đối với đại đội đặc công là một nỗi sỉ nhục. Hà Vũ Bân muốn để cho người ở dưới tay nghĩ cách cứu viện, để rửa mối sỉ nhục này nhưng không ngờ vừa rồi khi hắn mới thử hai lần, kết quả là không đợi thủ hạ của hắn tiến lại gần biệt thự thì Hạt Tử đã nổ súng, làm cho thủ hạ của hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với việc này thì hắn cũng nén giận.
đồng thời cũng tò mò Hạt Tử dựa vào cái gì mà có thể phát hiện được thủ hạ của hắn. Lệnh Vĩ thở dài. Điều này chỉ sợ là không có một ai có thể cam đoan, bất quá nếu cậu đã nghe sự tích về hắn thì tất nhiên cậu cũng biết được người này có năng lực vô cùng xuất chúng. Hiện giờ, chúng ta đem toàn bộ hy vọng gửi vào trên người của hắn mà thôi. Nghe được Lệnh Vĩ nói thế thì Hà Vũ Bân trầm mặc. Mẹ nó, nếu không như có con tin thì tôi sẽ để cho lính của tôi trực tiếp san bằng ngôi biệt thự kia. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thì một bên vẻ mặt của Thái Lữ trưởng biệt khuất. Đám cảnh sát ngu ngốc kia nghe đây, nếu 10 phút sau mà không để Từ Ưng đi vào biệt thự thì tao sẽ giết một người. Giọng nói của Hạt Tử lại vang lên. Lộp bộp. Nghe được Hạt Tử nói như thế thì ba người liền thay đổi sắc mặt. Hạt Tử, Từ Ưng đã bị chúng ta bắn chết rồi. Lệnh Vĩ liền cầm loa lên, trả lời. Bắn chết rồi. Trong biệt thư, Từ Vạn Sơn nghe được lời nói của Lệnh Vĩ thì cơ thể liền run lên, trong mắt hiện ra vẻ bi thương. Có câu sống phải thấy người, chết thấy phải xác. Giọng nói của Hạt Tử vô cùng bình tĩnh. Nếu Từ Ưng đã chết thì hãy đem thi thể của hắn đến đây, nếu hắn không chết thì để cho hắn đi vào, nếu các ngươi tùy tiện tìm một kẻ nào để lừa gạt chúng tao thì tao cam đoan 10 phút, chúng mày sẽ thấy được một cái xác. Không, không nên. Lúc này, đôi chị em song sinh kia liền sợ tới mức mà hét lên. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Hà Vũ Bân khó coi hướng Lệnh Vĩ hỏi. Để tôi xin ý kiến của Cao Cục trưởng. Lệnh Vĩ trầm ngâm một chút rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Cao Thế Toàn. Cao Cục trưởng, Hạt Tử yêu cầu chúng ta phải để cho Từ Ưng đi vào biệt thư. Tôi đã nói cho hắn biết rằng Từ Ưng đã chết nhưng mà hắn không tin, hắn muốn chúng ta đem thi thể ra cho hắn xem. Điện thoại được chuyển, Lệnh Vĩ liền nói thẳng. Ngoài ra hắn còn nói một khi hắn phát hiện chúng ta lừa gạt hắn thì hắn sẽ giết chết con tin. Để Từ Ưng đi vào đi. Cao Thế Toàn trả lời. Một khi Từ Ưng đã vào bên ấy thì hành động cứu viện của Bùi Đông Lai sẽ càng trở nên khó hơn. Lệnh Vĩ nhíu mày. Lấy thực lực của hắn thì không là vấn đề gì cả. Cao Thế Toàn nói một cách chắc chắn. Được rồi, vậy tôi sẽ đưa Từ Ưng vào. Lệnh Vĩ nghe vậy thì trả lời, sau đó lại hỏi. Còn bao lâu nữa thì Bùi Đông Lai mới có thể đến đây? Hẳn là hắn đang đi cùng với trực thăng đến đây. Cao Thế Toàn nói xong thì ra lệnh, giọng nói không thể nghi ngờ. Trước khi hắn đến đây thì tôi mặc kệ các cậu dùng biết pháp gì, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đám con tin kia. Đã rõ. Lệnh Vĩ liền trả lời rồi sau đó cúp điện thoại, hướng Hà Vũ Bân nói. Cao Cục trưởng nói để cho Từ Ưng vào đó đi. Đem Từ Ưng đến đây. Nghe được Lệnh Vĩ nói như thế thì Hà Vũ Bân liền trực tiếp gọi điện cho thủ hạ. Vài giây sau, Từ Ưng bị hai gã đặc công áp giải đi tới, trên đầu hắn có đội một cái mặt nạ màu đen. Từ Ưng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạt Tử và đám người cảnh sát này, lúc này hắn định hô to lên nhưng bởi vì miệng đã bị băng dính lại nên hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ô. Hai gã đặc công thấy thế thì sắc mặt khó coi. Bất quá dựa vào mệnh lệnh của Hà Vũ Bân mà tháo tấm mặt nạ trên mặt Từ Ưng xuống. Bịch, có lẽ là do không cam lòng nên một gã đặc công đá Từ Ưng làm cho hắn ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, nói. Cút vào đi. Từ Ưng ngã xuống, bất quá hắn cũng không có để ý cơn đau trên người mà là chạy như điên vào biệt thự. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú và không cam lòng của đám người đặc công kia, Từ Ưng đã chạy vào biệt thự. Tiểu Ưng. Trên hành lang cửa sổ biệt thự, Từ Vạn Sơn thấy Từ Ưng đi vào thì liền vội chạy xuống đón. T. Sau khi xé miếng băng dính trên miệng Từ Ưng ra thì Từ Vạn Sơn xin lỗi, nói. Tiểu Ưng, cha xin lỗi, lúc này là do cha bất đắc dĩ, ngoài ra con không cần phải lo lắng, chúng ta có con tin trong tay, đám cảnh sát kia sẽ không dám làm gì chúng ta. Chỉ cần chúng ta lái trực thăng ra khỏi quốc nội thì đám người kia sẽ không thể đụng đến một cọng lông trên người chúng ta. Vâng. Lúc này đây, sắc mặt Từ Ưng vẫn còn trắng bệch mà gật đầu. Đi, vào đây với cha. Từ Vạn Sơn thấy thế thì cũng không nói gì thêm là vỗ vào vai của Từ Ưng. Vù, vù. 15 phút sau, hai chiếc trực thăng từ phương xa bay đến. Hạt Tử, trực thăng để đến đây, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì nữa? Mắt thấy trực thăng đã đến thì vẻ lo lắng trên mặt Từ Vạn Sơn đã biến mất. Thay vào đó chính là hưng phấn.
chờ sau khi trực thăng dừng lại thì tôi sẽ xử lý hai tên phi công kia. Sau đó sẽ mang ngài, Từ Thiếu cùng với hai nữ nhân kia vào trực thăng. Hạt Tử bình tĩnh làm cho người ta phải sợ hãi. Trong tay của chúng ta có con tin, đám người cảnh sát kia sẽ không dám làm gì ngài và Từ Thiếu. Tốt! Từ Vạn Sơn hưng phấn gật gật đầu, sau đó lại nhắc nhở nói. Hạt Tử, cậu nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn không giết được tốt. Hạt Tử khinh thường nói, hoàn toàn không đem đám đặc công và trinh sát bên ngoài để vào mắt. Có lời này của cậu thì ta an tâm rồi. Từ Vạn Sơn nghe vậy, trong lòng đại định. Cha, chỉ cần chúng ta có thể thành công rời khỏi đây thì nhất định phải báo thù. Từ Ưng cũng vô cùng hưng phấn nhưng mà hắn cũng rất muốn báo thù Bùi Đông Lai, thiếu chút nữa thì Bùi Đông Lai đã đưa hắn xuống điện Diêm Vương rồi. Điều này làm cho hắn vô cùng căm hận Bùi Đông Lai, hận không thể lập tức nghiền xương của Bùi Đông Lai thành tro. Thế lực của hắn quá mạnh mẽ, muốn làm hắn rớt xuống thì vô cùng khó khăn. Hàn quang trong mắt Từ Vạn Sơn đại thịnh. Tuy rằng, không thể xử lý hắn nhưng mà cha có thể lấy tiền mướn sát thủ, xử lý đám người bên cạnh hắn, nhất là nữ nhân của hắn, cha muốn để bọn họ bốc hơi khỏi nhân gian. Cùng lúc đó, dưới sự chờ mong của đám người lệnh vĩ thì một chiếc xe jeep chạy thẳng đến. Muôn người chờ mong, binh vương đến. Lão bản, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh nhưng mà trên thế giới này người có thể giết chết hắn thì không ít. Thậm chí cũng có vài người có thể tùy ý bóp chết hắn. Hạt Tử lại mở miệng, đồng thời ánh mắt hắn nhìn về chiếc trực thăng ở đằng xa. Điều kiện quan trọng là ngài phải đưa ra tiền. Ai? Nghe được Hạt Tử nói thế thì không riêng gì Từ Ưng mà ngay cả Từ Vạn Sơn đều sửng sốt, bọn hắn không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Lão bản, chờ chúng ta thành công rời khỏi Trung Quốc thì tôi sẽ giúp ngài tìm biện pháp liên hệ với bọn họ. Hạt Tử thu hồi ánh mắt. Nhìn vào Từ Vạn Sơn rồi nhắc nhở. Trước mắt, việc chúng ta cần làm là phải rời khỏi nơi này. Được. Tuy rằng Từ Vạn Sơn hận không thể đem Bùi Đông Lai ra để rút gân lộ ra nhưng hắn cũng biết chỉ khi nào còn sống rời khỏi đây thì mới có thể báo thù được, cho nên hắn không có hỏi kỹ sự việc. Cùng lúc đó, cách biệt thự 100 mét, lệnh vĩ thấy xe chở Bùi Đông Lai đến thì liền cùng mang theo Hà Vũ Bân cùng Thái Lữ trưởng bước lên nghênh đón. Bùi đội trưởng, chào cậu. Lệnh vĩ liền chào hỏi. Tôi là đội trưởng đội biên phòng Tây Nam, lệnh vĩ, vị này chính là đội trưởng đội đặc công Tây Nam Hà Vũ Bân, còn vị này đến từ quân khu Tây Nam, Thái Lữ trưởng. Lệnh đội trưởng, Hà đội trưởng, Thái Lữ trưởng, chào mọi người. Bùi Đông Lai vội vàng đáp lễ, theo thứ tự bắt tay với ba người. Bùi đội trưởng, tình huống khẩn cấp chúng tôi cũng nói nhanh luôn. Tổng cộng hung thủ có ba người là Từ Vạn Sơn. Từ Ưng cùng bảo tiêu của Từ Vạn Sơn là Hạt Tử. Trong ba người đó, kẻ khó đối phó nhất là Hạt Tử, người này từng là sát thủ, hắn từng giao thủ với cảnh sát nhiều nước, hơn nữa đều thoát khỏi sự truy đuổi của đặc công các nước khác. Sau khi bắt tay xong, lệnh vĩ liền nói vào vấn đề. Trước mắt, trong tay hung thủ có ba con tin, bọn hắn muốn lợi dụng con tin để uy hiếp chúng ta. Điều kiện của bọn hắn là đem trực thăng đến đây để bọn hắn trốn chạy. Nhưng mà một khi làm như vậy thì chẳng những chúng ta không thể bắt được bọn chúng hơn nữa còn có thể khiến tình hình đối ngoại trở nên tồi tệ hơn. Nên biết, quân sự của quân đội Việt Nam đã trở nên khủng bố hơn chúng ta, một khi phát sinh xung đột thì chúng ta chỉ có nước úp máng mà thôi. Cho nên, cậu nhất định phải vào biệt thự trước khi bọn chúng lên trực thăng. Quan trọng nhất là phải bảo vệ an toàn của con tin rồi sau đó mới xử lý đám người kia. Bùi đội trưởng. Chúng ta thông qua đồ dùng đặc biệt mà làm quấy nhiễu hệ thống camera trong nhà, để phòng bọn hắn lợi dụng camera của biệt thự để giám thị chúng ta. Nhưng mà, trước khi cậu đến đây thì bên chúng ta cũng từng thử lén vào biệt thự nhưng vừa gần vào bên trong thì liền bị hung thủ phát hiện, hung thủ liền nổ súng, bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, trước khi giao Từ Ưng cho hung thủ thì chúng ta cũng đã đặt máy nghe lén trên người của hắn nhưng mà sau khi Từ Ưng tiến vào trong ấy thì máy nghe lén đã bị mất tín hiệu. Chắc là bị Hạt Tử phát hiện. Lệnh vĩ nói xong thì Hà Vũ Bân mang theo vài phần nghi hoặc cùng phẫn nộ, nói. Tuy rằng chúng ta không biết Hạt Tử dùng biện pháp gì để phát hiện nhất cử nhất động của chúng ta, bất quá nếu cậu muốn giải cứu con tin thành công thì điều kiện quan trọng là cậu phải không để cho Hạt Tử phát hiện được, nếu không thì Hạt Tử sẽ giết chết con tin. Nếu hung thủ không lợi dụng camera để phát hiện hành động của chúng ta thì như vậy hắn chỉ có thể thông qua thính lực của mình.
thân là cao thủ ám kính đại thành thì Bùi Đông Lai rất rõ. Khi thực lực của người luyện võ tăng lên thì thị lực, thính lực cùng các cơ năng cũng trở nên biến thái. Thính lực. Ba người Lệnh Vĩ không phải là người luyện võ, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì đều lộ ra bộ dạng ngạc nhiên. Lệnh đội trưởng, để cho phi công kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ tranh thủ lén vào biệt thự. Mắt thấy trực thăng gần đến thì Bùi Đông Lai cũng không có giải thích thêm. Được. Lệnh Vĩ liền đáp ứng. Bùi Đông Lai, cần người của tôi trợ giúp gì không? Hà Vũ Bân nhìn không được mà hỏi, dường như là muốn lập công chuộc tội. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Đám cảnh sát cùi chó kia, lập tức để trực thăng hạ xuống, nếu không tao sẽ giết con tin. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì trong biệt thự lại vang ra tiếng hô của Hạt Tử, giọng nói rất đớn, đủ để mọi người bên ngoài biệt thự nghe được. Lệnh đội trưởng, ngài thông báo cho phi công hạ trực thăng xuống đi. Bằng vào năng lực biến thái của mình thì Bùi Đông Lai có thể đoán được vị trí của Hạt Tử, hắn nheo mắt nhìn thoáng qua. Tốt, Bùi đội trưởng, cẩn thận. Lệnh Vĩ liền cúi chào với Bùi Đông Lai rồi thông qua bộ đàm liên lạc với Phong Công. Bùi Đông Lai hoàn lễ rồi sau đó liền bắn ra ngay tại chỗ, biến mất trong tầm mắt của ba người Lệnh Vĩ, hắn dựa vào cây cối xung quanh biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào biệt thự. Dưới ánh mặt trời, Bùi Đông Lai dùng tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh làm cho người ta không thể nào nhìn được hắn, hơn nữa lúc di chuyển thì không có phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thật nhanh, mắt thấy Bùi Đông Lai sắp tiến vào được biệt thự thì tất cả mọi người đều ngẩn ra. Vù, vù. Cùng lúc đó, tên phi công liền dựa vào chỉ thị của Lệnh Vĩ mà điều khiển trực thăng bay quanh biệt thự. Bằng, tiếng súng lại vang lên. Đậu xanh. Đám cảnh sát chó chết kia, chúng mày không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao. Nếu trong một phút nữa mà trực thăng không hạ xuống đất thì tao sẽ cho chúng mày thấy được một cỗ thi thể. Sau khi tiếng súng vang lên thì giọng nói của Hạt Tử liền vang lên. Bắt đầu hạ xuống, tốc độ từ từ một chút. Lại nghe được lời cảnh cáo của Hạt Tử, thì lúc này Lệnh Vĩ thấy được một động tác thủ thế của Bùi Đông Lai thì liền dùng bộ đàm thông báo cho tên phi công kia. Vâng, thủ trưởng. Phi công liền trả lời sau đó liền điều khiển trực thăng từ từ hạ xuống. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đã hạ trực thăng xuống, các ngươi nhất định phải thả con tin ra. Mắt thấy trực thăng sắp hạ xuống đất thì Lệnh Vĩ thông qua chiếc loa mà hô to lên. Mẹ nó, nếu chúng ta tha cho đám con tin này thì bọn hắn sẽ phái người đến bắn hạ trực thăng, bọn hắn cho rằng chúng ta là người ngu sao. Trong biệt thự, nghe được như vậy thì Từ Ưng cười lạnh rồi mắng một tiếng. Bên ngoài biệt thự, đám người Lệnh Vĩ đã không thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai. Lão bản, chờ tôi xử lý xong tên phi công thì tôi sẽ mang theo hai người trốn khỏi nơi nào. Trong gian phòng ngủ của biệt thự, Hạt Tử thấy được trực thăng sắp hạ xuống thì hướng Từ Vạn Sơn nói. Đứng lên, nghe được Hạt Tử nói như thế thì Từ Vạn Sơn liền dùng súng nhắm vào đôi hoa tỉ muội kia rồi quát một tiếng. A. Đôi hoa tỉ muội kia thấy thế thì liền sợ tới mức hét to lên. Đứng lên, nếu không tao sẽ bắn chết bọn mày. Từ Vạn Sơn lên đạn, lạnh lùng nói. Hô, hô. Nghe được lời nói uy hiếp của Từ Vạn Sơn thì một người liền đứng dậy. Hạt Tử thấy thế thì nghiêng đầu đi chỗ khác, từ từ cầm khẩu súng trường lên rồi nhắm vào chiếc trực thăng kia, chờ đợi sau khi trực thăng dừng lại thì sẽ liền bắn. Ngoài căn phòng, Bùi Đông Lai đã thành công đột nhập vào biệt thự. Hắn mang theo khẩu P210 chậm rãi đi vào. Vù, vù. Tại bãi cỏ trong biệt thự, tốc độ cánh quạt càng ngày càng chậm lại. Trong hành lang lầu 2 của biệt thự, khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và phòng của đám người Từ Vạn Sơn càng lúc càng gần. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, két. Tại bãi cỏ trong biệt thự, cửa của trực thăng đã được mở ra. Trong phòng, ngón trỏ của Hạt Tử chậm rãi để vào cò súng, chỉ cần phi công lao ra thì hắn liền bóp cò. 1S, 2S, vù. 2S sau, Bùi Đông Lai lách người, tay phải nâng lên rồi bóp cò. Bằng. Viên đạn liền bay ra khỏi nòng. Phốc. Viên đạn chuẩn xác bắn vài phía sau gáy của Hạt Tử, máu tươi liền phun ra. Một súng bạo đầu. Loảng xoảng loảng xoảng. Viên đạn xuyên qua đầu Hạt Tử rồi đâm thẳng vào tấm thủy tinh trên cửa. Rầm. Thân hình Hạt Tử ngã xuống đất, ánh mắt trừng lên,
dường như hắn muốn nhìn xem thử ai đã bắn hắn. A! À, đôi hoa tỉ muội kia thấy một màn như vậy thì liền thét lên. Cùng lúc đó, Từ Vạn Sơn lấy lại tinh thần, thay đổi họng súng, nhắm vào Bùi Đông Lai. Vù! Không đợi Từ Vạn Sơn bóp cò, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước người Từ Vạn Sơn, tay trái của hắn vươn ra, một phát bắt được cổ tay của Từ Vạn Sơn, khiến Từ Vạn Sơn không thể nổ súng. Ách! Từ Vạn Sơn cả kinh há to mồm. Răng rắc! Tay trái của Bùi Đông Lai phát lực, dùng sức bẻ một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của Từ Vạn Sơn. Bá! Đồng thời tay phải của hắn vung lên, đem nòng súng P210 nhét vào mồm của Từ Vạn Sơn. Có muốn nhìn cảnh tượng lúc nãy một lần nữa không? Bùi Đông Lai hướng về Từ Ưng rồi hỏi. Hô, hô. Không trả lời, Từ Ưng trực tiếp té xuống đất giống như là trúng gió vậy, cả người không ngừng run lên. Ực. Từ Vạn Sơn nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run run. Sau đó, Bùi Đông Lai từ từ rút súng ra rồi nhắm vào Từ Ưng. Dưới cái nhìn đầy vẻ sợ hãi của hai người thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Từ từ bóp cò. Bằng. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Bịch. Viên đạn bắn vào sát bên đầu của Từ Ưng, hắn thấy thế thì liền quẹo trấu, trực tiếp mà ngất đi. Ách. Từ Vạn Sơn sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt mở to ra. Muốn chơi cò quay Nga không? Dứt lời. Bùi Đông Lai liền mở băng đạn ra rồi chỉ để lại trong đó một viên, sau đó nhét vào miệng của Từ Vạn Sơn. Bịch. Trả lời Bùi Đông Lai chính là một tiếng vang. Từ Vạn Sơn sợ tới mức ngã sầm xuống đất, hôn mê tại chỗ. Từ Thị, tập đoàn buôn lậu lớn nhất Trung Quốc đã bị cảnh sát tiêu diệt. Lúc trưa, đài truyền hình Tây Nam đã phát đi tin này, trong tin tức này đã kể lại quá trình hành động của cảnh sát và quân đội Tây Nam, bọn họ đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai để vây bắt đám người Từ Vạn Sơn. Trong lúc xảy ra vây bắt thì bởi vì hai bên đã dùng súng sống mái với nhau nên có 4 chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh. Trong tin tức không có nhắc đến một chữ nào về Bùi Đông Lai, thậm chí cũng không nói đến quá trình chạy trốn của Từ Vạn Sơn và quá trình giằng co của hai bên. Sau khi tin tức được truyền ra thì mọi người dân đều vỗ tay, hình tượng của cảnh sát bỗng được đưa lên một tầm cao mới. So với nhân dân mà nói thì Bùi Đông Lai liền mượn dùng thế lực cảnh sát để tiêu diệt toàn bộ thành viên còn sót lại của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện Từ Thị. Trong lúc nhất thời, cái tên Bùi Đông Lai lại vang lên trong Hắc Đạo, thậm chí người trong Hắc Đạo còn đặt cho Bùi Đông Lai một cái danh hiệu Bùi Diêm Vương. Tên như ý nghĩa, chỉ cần chọc phải Bùi Đông Lai là liền xuống kia nói chuyện với ông bà. Lúc này đây, trong một tòa trang viên ở Bangkok, Thái Lan. Hạ Hà người được cho rằng đã chết đi đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ có vài tên thành viên phản động của Thái Lan đang đứng chung quanh làm cho Hạ Hà không có cơ hội để chạy trốn. Nhìn mấy tên phản động này thì Hạ Hà chau mày. Bịch, bịch. Lúc này đây, bên ngoài đã truyền đến những tiếng bước chân. Két. Vào giây sau, tiếng bước chân dừng lại, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một nam nhân có dáng người khôi ngô. Có làn da trắng cùng với một nam nhân có dáng người thấp bé, làn da ngăm đen đi vào phòng. Sau lưng bọn hắn còn có mấy tên đại hán, trên người đám đại hán này đều có súng máy bán tự động hơn nữa trong tay còn có bộ đàm, bộ dạng đằng đằng sát khí. Quỷ tha ma bắt, sự kiên nhẫn của tao có hạn, tao hỏi mày một lần nữa, mày có nguyện ý hợp tác làm việc với bọn tao không? Đi vào phòng, tên nam nhân có làn da trắng liền nhìn vào Hạ Hà, lạnh giọng hỏi. Đậu ma. Bọn mày đã giết hết anh em của tao, CMN bọn mày cảm thấy tao sẽ hợp tác sao? Nghe được những lời nói của tên nam nhân da trắng kia thì Hạ Hà liền nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu không khỏi hiện ra một màn đám người của mình bị phục kích. Lúc ấy, hắn và toàn bộ người bên hắn đã bị đám người này phục kích, thủ hạ dưới tay đã bị giết hết. Hắn bị bắt giữ, dẫn tới Bangkok. Hạ lão đại, Trung Quốc các ông có câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nếu ông không làm cho thiên võng thì chẳng những ông chết mà vợ và con ông cũng sẽ chết. Nghe được lời nói của Hạ Hà thì tên nam nhân da đen bên cạnh mở miệng. Không cần hoài nghi năng lực của thần võng, ông đã thấy qua rồi đó, hơn nữa đây chỉ là một phần của tảng băng mà thôi. Sắc mặt Hạ Hà hơi đổi. Thân là Ngọc Thạch Chi Vương của Trung Quốc thì Hạ Hà đều không xa lạ gì với đám người này, ngược lại hắn biết đối phương tên là Thái Hổ,
là người dẫn đầu phe phái phản động ở Thái Lan, hơn nữa cũng là lão đại của thế giới ngầm trong Thái Lan. Ở Hắc Đạo Đông Nam Á thì cũng được coi là một người có thanh danh. Ngoài ra, hắn còn nghe được tổ chức thần võng kia. Thần võng, tổ chức thống trị thế giới ngầm ở châu Âu. Nó cũng giống với mafia ở Bắc Mỹ, bộ lạc cuồng nhân ở Nam Mỹ, tổ chức ma bồ ở Trung Đông. Hơn nữa, nếu nói về Hắc Bang thì tổ chức thần võng này đứng đầu. Đối với việc này thì Hạ Hà rất rõ, sở dĩ Thái Hổ thần phục thần võng là bởi vì thần võng vô cùng cường đại đến nỗi ngay cả Thái Hổ cũng không có dũng khí để chống lại. Cường đại đến nỗi chỉ cần thần võng phải là một tên lâu la cũng có thể làm thịt toàn bộ đám người Thái Hổ. Ngoài ra, Hạ Hà cũng biết sở dĩ đám người thần võng không có xử lý là bởi vì bọn hắn muốn hắn trở thành như Hạ Hà, trở thành tay sai của thần võng, để thần võng có thể thâm nhập vào Trung Quốc. Hạ Hà, ông suy nghĩ một chút, nếu ông thần phục vào thần võng thì ông sẽ không chết, vợ và con của công cũng sẽ không chết. Hơn nữa, dựa vào thực lực của thần võng thì cũng có thể giúp ông tiêu diệt được những thế lực đối nghịch với ông, ví dụ như là Từ Vạn Sơn chẳng hạn, đến lúc đó thì ông có thể trở thành ông chủ của thế giới ngầm cả Trung Quốc. Mắt thấy Hạ Hà trầm mặc không nói thì lúc này bởi vì chưa biết tin tức Từ Vạn Sơn chết đi, Thái Hổ lại tiếp tục khuyên. Hắc! Hạ Hà cười khan, trong tiếng người tràn ngập ý vị châm chọc. Tao thật tò mò, tại sao mày lại có thể cự tuyệt được lời mời hấp dẫn như thế? Thấy Hạ Hà không cử động thì tên nam nhân người da trắng kia nhíu mày hỏi. Nghe được tên da trắng kia nói như thế thì Hạ Hà đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nói. Tuy rằng lão tử không phải là người tốt gì nhưng mà lão tử không phải là quân bán nước, đệt CM chúng mày. Không phải là quân bán nước. Nghe được lời nói này của Hạ Hà thì Thái Hổ và tên nam nhân kia liền sửng sốt. Dường như bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Hạ Hà sẽ nói ra cái lý do này. Yêu nước sao? Ha ha ha, đây là lý do buồn cười nhất là tao từng nghe được. Ngắn ngủi ngạc nhiên đi quan, tên nam nhân da trắng kia cười một cách trào phúng, sau đó giọng nói trở nên âm trầm, gằn từng chữ. Hạ tiên sinh, nếu ông đã muốn làm như thế thì tôi sẽ cho ông phải trả giá vì lựa chọn của mình. Ta sẽ phái người đem vợ và con của mày đến đây, sau đó tìm người đến pháo giàn bọn họ, cuối cùng là đem bọn họ bán vào những CLB đêm lớn nhất ở Thái Lan. Chấm. Nghe được lời uy hiếp kia thì Hạ Hà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra ngọn lửa phẫn nộ. Reng, reng. Ngay tại lúc Hạ Hà muốn liều mạng với tên nam nhân da trắng kia thì một tiếng điện thoại vang lên. Ách. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì tên nam nhân da trắng hởi ngẩn ra, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Tôn quý chi thần, tôi Monterey, người hầu trung thành nhất của ngài, xin hỏi ngài có gì cần phân phó? Thấy được số gọi tới thì tên nam nhân da trắng tên là Monterey liền khom người, giọng nói vô cùng tôn kính. Monterey, tên người Trung Quốc gọi là Hạ Hà kia đã đồng ý chưa? Một giọng nói âm âm quái quái thông qua điện thoại, truyền vào tai của Monterey. Thật có lỗi, tôn quý chi thần, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Monterey mang theo vài phần lo lắng và khẩn trương, đáp lại. Đưa hắn đến khách sạn. Ta muốn đích thân nói chuyện với hắn. Vâng, tôn quý chi thần. Monterey trả lời, thấy bên kia cúp điện thoại thì hắn nhìn qua Thái Hồ ở bên cạnh rồi hạ lệnh. Đưa hắn đến khách sạn Crown Plaza, chi thần muốn gặp hắn. Vâng, Monterey tôn kính. Nghe được chữ chi thần thì Thái Hồ sợ tới mức cả người run lên, vội vàng cúi đầu trả lời. 30 phút sau, Hạ Hà được đưa tới một gian phòng tổng thống trong khách sạn Crown Plaza. Cả phòng tổng thống to như vậy chỉ có một tên thanh niên tóc vàng, trên người quấn một chiếc khăn tắm, tùy ý vẫy vẫy tay, nhìn về phía Hạ Hà. Ngay sau đó, Hạ Hà có thể thấy được khuôn mặt của tên thanh niên tóc vàng này. Thanh niên tóc vàng này có dáng người khôi ngô, cả người đều là cơ, toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng bạo tạc. Thứ làm cho Hạ Hà chú ý đến tên thanh niên này chính là đôi mắt của hắn. Thanh niên này có một đôi mắt màu tím. Trong mắt hiện ra một mảnh cho tàn, làm cho người ta có một loại cảm giác đây là một kẻ đã chết đi. Hạ tiên sinh, ta vốn rất hiếu kỳ vì sao ông lại không thần phục thần võng, hiện giờ ta đã biết được đáp án. Thanh niên tóc vàng khẽ cười, nói. Ừ, mới vừa rồi ta nhận được tin tức, tên gia hỏa tên là Bùi Đông Lai kia đã ra tay xử lý tên Từ Vạn Sơn, đối thủ một mất một còn của ông.
Có lẽ là ông sẽ đem toàn bộ hy vọng gửi lên trên người hắn, ấy, hoặc là đặt trên người cha của hắn ư. Ách! Bởi vì lúc này Hạ Hà đang ở Thái Lan nên căn bản hắn không biết chuyện tình ở trong nước, lúc này nghe tên thanh niên tóc vàng kia nói như vậy thì trong lòng hắn liền cả kinh. Hắc! Nếu ta đoán không sai thì sở dĩ các ngươi không dám tiến vào Trung Quốc là bởi vì kiêng kỵ Bùi Vũ Phu a. Mặc dù trong lòng bị cả kinh không nhẹ nhưng mà dựa vào tố chất tâm lý của mình thì Hạ Hà không có đem vẻ ngạc nhiên lộ ra trên mặt mà là khinh thường cười cười. Ông đã nói rất chính xác, đúng vậy, trong vài năm qua sở dĩ thần võng không có tiến vào Trung Quốc đúng là bởi vì tên vũ thần Trung Quốc kia, hoặc có thể nói hắn là thần giữ cửa của Trung Quốc. Thanh niên tóc vàng cười hờ hững rồi giọng nói đột nhiên biến chuyển. Bất quá, ông thật sự cho rằng hắn có thể bảo vệ được ông, hoặc là nói có thể bảo vệ được Trung Quốc sao? Hạ Hà nhíu mày, tuy rằng hắn không biết lực lượng của thần võng đã cường đạt đến trình độ nào nhưng mà ở hắn xem ra, ngay cả Thái Hồ người đứng đầu thế giới ngầm ở Thái Lan, có tiếng trong thế giới ngầm ở Đông Nam Á mà cũng đầu nhập vào thần võng thì bằng vào một mình sức của Bùi Vũ Phu có thể chống lại thần võng sao? Hạ Hà không dám cam đoan Bùi Vũ Phu có thể làm được điểm này. Tương lai không xa, cha của ta sẽ tự mình chém đầu vũ thần Trung Quốc. Thấy Hạ Hà không nói lời nào, thanh niên tóc vàng liếm liếm môi, tà ác cười nói. Vốn ông là người được chúng ta chọn để phát ngôn tại Trung Quốc nhưng hiện tại ta đã thay đổi kế hoạch. Ta sẽ lợi dụng ông để dụ con của vũ thần đến Thái Lan này. Mày! Sắc mặt Hạ Hà đột nhiên thay đổi. Nếu hắn bằng lòng giúp con và vợ của ông tiêu diệt Từ Vạn Sơn thì hắn sẽ vì ông mà đến Thái Lan này. Thanh niên tóc vàng nói xong, nở nụ cười âm trầm. Trước tiên ta sẽ nhấm nháp một chút máu tươi của hắn, ừ, ta nghĩ, mùi vị nhất định sẽ rất ngon. Nói xong, một cỗ sát ý ở trên người hắn liền tỏa ra khắp nơi trong phòng. Thật mạnh! Cảm nhận được cỗ sát ý trên người tên thanh niên tóc vàng này thì mặc dù thân là cao thủ ám kính nhập môn thì trong lòng Hạ Hà cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn giống như bị thầy Mo sử dụng vu thuật vậy, cả người đứng im, không động đậy được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.